Trời ơi, bây giờ quý vị coi cuộc đời của chúng ta đã từng là một người nữ được người ta đem xe hoa đến rước về nhà chồng. Biết rằng trời ơi, nó vui thế ghê luôn. Sáng mai mấy giờ rồi, cứ coi đồng hồ hoài mấy giờ bên chồng đến, chắc chắn là có. Mấy giờ rồi anh đến chưa? Hiểu không? Vậy đó mà đêm hôm để sáng mai mà về nhà chồng đó, thì vị biết rằng làm bộ khóc với mẹ, nên mới có mà cái bài hát đó: phận gái 12 bên nước. Chậu lúc ngày xưa mà sắp sửa đi lên xe bông á, về nhà chồng, trời, nghe cái bài đó mà khóc nức nở, mẹ khóc, con khóc, khóc quá trời khóc. Mẹ hỏi vậy thì con đừng lấy nữa, con khóc thôi, con khóc khi xa mẹ thôi chứ con phải lấy. Thấy chưa, con đã lỡ hứa rồi đúng không? Đâu có chịu, trời ơi, khóc vậy chứ kêu thôi đừng lấy nữa nào. Thôi con nín, con nghỉ khóc liền, con phải đi lấy chồng thôi mẹ ư. Hiểu không? Nó thấy chưa, thấy không? Thấy không? Dạ lắm, dạ lắm. Như vậy đó mà chỉ có được mà gọi là anh rước thôi. Mà cái cảm giác của hạnh phúc thôi, các bạn hiểu chưa? Cái cảm giác mà sắp sửa đi có chồng là cảm giác của hạnh phúc. Cái sự suy nghĩ, suy tính, sự suy nghĩ về cái hạnh phúc đó. Một nụ hôn đầu đời, thấy không? Một cái nắm tay ăn ái, trời ơi, nghĩ đến cái tự nhiên trong lòng nó cái hạnh phúc gì nó trào dâng đối với một người con gái hay một người con trai chuẩn bị có vợ hay có, hay một người nữ chuẩn bị có chồng, là cái tâm đó mà nó rạo rực, ngọn lửa rạo rực kia đốt cháy cả khu rừng công đức. Trời ơi, kinh khủng chưa? Thấy ghê không quý vị? Cái sự diễn đạt thôi, phải không? Bắt đầu là lúc đó làm cô dâu, rồi chú rể bắt đầu là chúc tụng đồ ha, cảm thấy hạnh phúc bên anh lắm đúng không? Rồi bắt đầu là cái đêm động phòng đồ ha, tình cảm đồ ha. Nhưng không được bao lâu đâu, nó sẽ đổ vỡ mà thôi. Một ngày nào đó thì tự nhiên nàng sẽ khóc. Cấp đầu lúc đó mới nói rằng: nhớ lời của thầy nói, phải chỉ nghe lời thầy đi tu là được. Vì mà dạy dỗ mày lấy cái thằng đó, bây giờ nó quýnh mày tẻ tu. Trời ơi, mẹ cha chưa đánh lần đầu, nó đánh tôi quá trời đất. Đẻ mấy đứa con cho nó muốn chết luôn. Vậy mà nó đánh, nó chữ tôi nè. Trời ơi, thầy Đức ơi, thầy Đức, cứu con thầy ơi. À, lúc đó thì Đức nói: cứu gì mà cứu, nói mà không nghe, đi là chỗ khác là tôi. Giờ có chồng mà đeo đảnh tao làm gì cứu. Ngày xưa chưa có chồng tôi kêu đi tu đi, cùng tôi nuôi với bà già đi, không chịu ghe đâu. Tôi này nỉ muốn chết luôn, không chịu ghe. Bây giờ bỏ tôi mà đi lấy chồng rồi, bây giờ kêu tôi cứu cái gì mà cứu. Đi ra chỗ khác cho tôi yên, tôi tu đi. Nó mà biết được nó chém tôi chết đi chứ. Thấy chưa, nói vui vui nhưng mà coi chừng một ngày nào những người trẻ đây mà đi có chồng sau này sẽ hiểu. Khi hiểu rồi thì thấy ơ, thầy cũng nói cái câu thầm: lỡ có khổ thì dùng cái câu của thầy như bài thằng chú đặc sắc. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Trời ơi, thương thầy quá. Tôi không nghe lời thầy mà thầy còn để lên một câu đặc biệt thế kia. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thấy không, quý vị dùng cái câu này đi nghe. Tất cả chúng ta đến với cõi đời này là trả nợ đó. Đã là trả nợ thì đừng có buồn. Từ hôm nay phải vui. Buồn nữa, đánh te tua cũng. Kiểu nó tiêu tiêu kìa. Có cái thằng chồng hồi đó đánh mình, nó nhăn mặt hoài, đánh hoài. Bây giờ đánh mình cười xong mình quay ra mình nói: anh đã đánh tôi chạm nhầm sợi dây cứ. Anh cứ giết tôi đi, tôi cứ cười hoài cho anh thấy. Quay lại nó sợ xanh mặt xanh mày, cho nó chậu lên chậu. Vợ tôi hoặc ơi mặt giao hộ cho vợ coi, cô đánh chúng nhầm sợi dây cứ. Nó cười hoài. Đúng là nó nhát, ngoài đời nó nhát kinh khủng lắm. Đánh là đánh, thì như ông đánh vợ ông đi.
Ông đánh, ông đánh trúng sợi dây cừ đi. Có sợi dây cừ đó, ngộ thấy ghê. Rồi xong vợ ông nó cừ hoài. Những đức nói thật sự với ông chứ, kêu nó lại, mừ lại, 100 lại nó cũng lại, để cho vợ nó trở lại bình thường. Bắt đầu mình kêu nó hứa, hứa đi, từ hôm nay không được đánh nữa thì nó mới nghỉ cừ. Nó cừ cả ngày đang đêm sao chịu nổi. Nó cứ là nó cừ hoài vậy. Trời trời, vợ mình vậy là mình chết luôn, điên rồi còn gì. Đánh giống như dây cừ. Tại vì từ xưa tới giờ á, là mình nó đánh, là mỗi lần đánh là mình cứ nhăn mặt không, phải không? Đúng không mấy cô, tất cả các cô ai bị chồng đánh, đánh là mình mang tâm quán hận không à, nhăn mặt và mình chửi lại, mình không dám đánh lại. Nhưng mà chồng nó vừa đi cái là mình, phụ nữ thì ưa vậy lắm, lúc đánh thì khóc hoặc là nhào vô đánh chết tao đi, chết đi, thì nó tức lên nó đá hư hư hư, quýnh xong rồi nó đi. Thường là đàn ông nó đánh xong là nó đi à, đi nhậu chơi hoặc đi đá quýnh bài đá gà đồ chơi vậy đó. À, đi bắt đầu ở nhà bắt đầu là hút hít khóc, nằm đó khóc, suy nghĩ vu vơ, sao cuộc đời mình đau khổ quá rồi, đúng không? Thì nó không bao giờ giải nghiệp đâu. Bây giờ đổi lại là nó đánh mình cừ, đúng không? Hay đưa tôi bí quyết về trong lòng nó. Hôm nay mới có mùng 4 nó chưa đánh đâu, đúng không? Về hòa gọi đây, có. Nhưng mà mình tính chắc là chắc chắn thế nào cũng đánh, bữa nay phải dùng cái bí quyết của thầy, đúng không? Trong lòng lúc đó chờ, nghe chờ là bữa nào đánh tao, tao dùng bí quyết đó. Lúc trước nó đá rồi, bữa nay mình sắp nửa cười, mình sắp nửa cười á, không biết sao tự nghiệp duyên nó chiêu cảm. Tự nhiên nó không đá, nó không đánh gì hết mà nó giọng vô cái mặt, giọng ngay cái mỏ luôn. Nó trời, cái thằng nó vô duyên, nó biết mà nó đang cười, nó giọng ngay cái mỏ. Mỏ máu không mà cũng phải cười, cười văng máu tùm lum. Trời là trời, cười quýnh một cái bọc vô cái mày miệng, bóp vô cái miệng cái mình. Đố mà nó dám đánh nữa, quý vị tin không? 100% nó cũng không dám đánh nữa. Nếu như những đứa là gan nhất nè, nếu như những đứa ngoài đời mà những đứa có vợ đi, quýnh con vợ, chỉ có con vợ nhăn mặt mới thích đánh thôi. Tại vì nó làm mình tức, nó quào quào mình tức, quýnh thêm. Nhưng mà nếu đánh một con vợ mà nó không quào, không chữ, không nhăn mặt mà nó cừ, nó nói, má ơi má, con sợ, sợ quá, sợ không dám đánh nữa đâu, ghê quá. Mỗi lần đánh là nó cừ, con sợ quá má ơi, đúng không? Ông không dám đánh đâu, mà tay chân nào đánh người cừ. Mấy vị công nhận không? Chỉ có đánh người mà cái mặt chù ụ thôi. Nên tất cả mấy bà mà bị chồng đánh là do gương mặt mấy bà, không phải đổ lỗi hết cho đàn ông đâu. Cái mặt cứ nhăn nhăn tối ngày mà chữ tầm bảy tầm bả, hổn thì tao quýnh, chứ mà không hổn ai đánh? Bây giờ niệm Phật đi ai đánh? Rồi còn cừ nhiều ai đánh? Dễ thương ai mà đánh? Tao thương hết nó đánh gì. Nên mấy bà bị chồng đánh, mấy bà xem lại cái tâm mấy bà đi, sao mấy bà bị người ta đánh này. Nên bây giờ tôi truyền bí quyết rồi đó, truyền bí quyết rồi. Hiểu chưa? Đó quý vị thấy không, đúng là đi đến đây là những đức nói một cái chuyến đi, quý vị mà đi đến đây những đức nói nghe, quý vị không có thiệt thòi chút nào, dù tốn tiền xe 500.000 không thấy cái gì đặc biệt, nói thiệt luôn. Những đức nói không đi đến đây mới là thiệt thòi. Thấy nãy giờ cười bao nhiêu nụ cười chưa? Nếu mà nãy giờ mà tôi tính tiền cười là cũng nhiều lắm. Bây giờ tôi cứ tính đi một nụ cười 10.000 thôi. Tôi nói bèo bèo hồi nãy giờ tôi cũng lấy người 200. Biết bao nhiêu tiền bạc mà nói vậy mà tôi không lấy một cắc nào. Nước còn không có uống. Không lấy tiền mà còn không có nước uống luôn. Người thấy chưa? Hiểu không? Đó là quá nhiệt tình rồi còn gì. Gặp một con người mà nhiệt tình như vậy thì nói thiệt, cuộc đời chúng ta làm sao buông được, buông bỏ được, đúng không? Đó. Bởi vì những đức nói mà, những đức nói thiệt cho mấy ông chứ, ưu ái phái nữ. Vì sao biết không? Nhìn xuống biết. Nhìn xuống đi. Nhìn xuống cho thấy mấy ông,
một hai ba bốn có sáu hàng trời là trời, nhìn xuống gì đâu quái nữ lớp lớp hàng hơn. Nên mình nói thiệt với mấy ông, mình lép lắm, không dám, không dám cự, ưu ái thôi, thương, thương họ thôi. Chứ họ mà đứng lên là kể như tôi với mấy ông dám lép. Hiểu chưa? Họ đứng lên mỗi bà họ chỉ cần, khỏi cần nói họ thổi mình cũng chết. Hiểu không? Nên từ nơi đó thôi, đàn ông mình bữa nào gặp riêng. Đúng không? Nó nên thấy không? Mình là đàn ông, cái chỗ đặc sắc của mình là gì? Ưu ái thương yêu phái nữ. Cái đây là 100%. Tại vì người ta có cái khổ của người ta mấy ông. Nên tất cả các ông khắp nơi nơi nghe công đoạn này nhớ nghe. Mình là đàn ông mà quýnh vợ là hèn lắm. Hèn lắm, nói thiệt luôn. Mình không vừa bụng mình đi chỗ khác. Tôi không phải sợ em, nhưng mà tôi nghe lời thầy tôi không muốn hèn. Thấy chưa? Vợ mình mà mình chỉ thương thôi chứ tại sao đánh? Thấy không? Mình thương người ta, ta đẻ cho mình mấy đứa con mà giờ mình đi đánh người ta, hèn. Đúng không? Đàn ông mà đánh vợ là hèn lắm. Mình ngon mà đi đánh cái thằng nào bằng sức với mình á. Đúng không phải không? À, đúng rồi. Thấy không? Không có đánh phụ nữ được. Thấy không? Họ ổn thì mình tránh đi chỗ khác. Rồi bữa nào ngồi với nhau, thấy không? Hoặc là cái lúc mà nằm chung được, thấy không? Lúc đó mình nói cho nghe, em vậy là không có được nghe. Vậy là không có được. Mình là vợ cỡ nào cỡ chứ không phải sĩ diện cho chồng chứ. Anh không phải là sợ em, nhưng mà là cái gia đình mà bây giờ không lẽ giờ anh em vậy anh cũng vậy. Thì người ta cười vô đầu mình chứ người ta khen gì mình đâu. Dù cỡ nào tôi hơn bà hay bà hơn tôi gì người ta cũng cười hết chứ. Chỉ có vợ chồng hòa hợp người ta mới khen thôi. Tôi thấy cái tính của bà có khi dữ quá thôi tôi tránh phước cho rồi. Nhưng mà bà đừng có được nước mà làm tớ. Có khi bà lại hết cái phước á, được có một người chồng được như tôi thì bà khổ lắm. Nên tôi nói với bà nghe vậy, bà nên suy nghĩ cho kỹ đi. Bà hơn tôi người ta không có khen bà đâu. Mà chỉ có người vợ đảm đang biết nghe lời chồng, đúng sai bà nhận thức được, thì đó là người ta khen bà. Còn tôi mà nóng lên tôi quýnh bà thì người ta càng cười chê tôi thêm, nó có lợi ích gì. Thôi tôi thấy bà không có được gì, bà sửa đi. Nên tôi mai mốt tôi không có nói tới nhiều bà nữa. Bà cố gắng nhận thức lại đi. Sợ thấy mồ luôn, xanh mặt xanh mày luôn. Một người đàn ông mà nó nói như vậy là đối với phái nữ rất nhiều người thích nọ. Người đàn ông mà nó có cái tầm cỡ đó đó nghe, trời ơi phái nữ người ta thích nhiều lắm. Sợ mắt mình thấy mồ chứ đừng có nói chuyện giỡn chứ. Mà đàn ông mà đánh vợ đánh con thì thật sự mà nói người ta là nghiệp duyên gì ta mới nhào vô, chứ không có ai mà đi đối tượng với những người vậy đâu. Hiểu không? Nó nên cái việc mà mình nghe đạo những việc này quan trọng lắm quý vị. Nên xem lại mình đi, thì tức khắc quý vị sẽ sửa đổi lỗi lầm được. Ta nói buông xả là xả cái mình quá thừa kìa. Còn mình quá thiếu gì cái đạo rồi, quá thiếu gì niệm Phật rồi. Vậy thì mình đổ ai? Hiểu không? Nên có những người tự nhiên á là xin nhà Đức cái máy, bữa trước, bữa sau lại xin nữa nha Đức ơi. Ủa, hôm qua con xin rồi mà. Dạ hôm qua con thấy người ta không có con cho à thầy. Những Đức nói sao cô mua cô cho người ta. Đúng nói gì nó đẹp ghê vậy. À. Nói vậy hay ghê. Xong cô đó cô nói rằng trời ơi thầy nói con ngại ghê. Nói cô ngại cô gán chịu. Nói đây là nói thật mà cô ngại thì cô gán chịu. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Nghe không? Nên cô xin dễ rồi cô đi cho người ta cô xin nữa. Tại sao cô không kêu người ta mua? Hoặc cô không mua, tính chính cô bỏ tiền cô mua cô cho người ta đi. Đó là cái điều rất là rõ ràng để nhắc nhở mỗi một con người chúng ta. Thiện tâm nhưng phải có trí tuệ. Nên người xưa người ta rất chú trọng cái việc cho người ta cơ hội, chứ không phải là cho người ta tiền đâu. Mình có thể chấp nhận không kiếm tiền bao nhiêu, nhưng mà mình là một con người đàn ông, một người phụ nữ thật sự có đầu óc sâu sắc, thì mình chọn cơ hội chứ mình không chọn vật chất hiện tại trước mắt. Về vật chất hiện tại trước mắt chúng ta có thể không cần thiết, nhưng cơ hội là việc cực kỳ quan trọng. Thí dụ như mình đi làm công cho một người chủ có góc độ sâu sắc, có địa vị, có điều kiện. Chúng ta muốn tăng tiến lên địa vị phải
găng găng người đó luôn, chỉ có đúng một cách thôi. Quý vị có siêng cỡ nào cũng chưa chắc, nhưng quý vị phải có đầu óc nhìn nhận. Đối với người này đừng nên cần tiền đối với họ sớm quá, mà chúng ta nên cần tiền lâu dài mới là người thông minh. Là bằng cách nào? Là đối với họ, về tiền bạc đừng tính với họ. Họ giàu nhưng họ tính với mình kệ, mình đừng tính với họ. Mình đừng bao giờ xin tiền họ, mượn tiền là phải trả liền, nghiêm túc đàng hoàng. Có những thứ họ cho mình không nhận. Tại vì sao? Mình phải rèn mình trở thành một nhân cách như vậy. Về sau họ sẽ nâng mình lên, họ đưa mình một cái công ty xí nghiệp nào để cho mình quản lý, lúc đó là cơ hội đến. Người như vậy mới là người cực kỳ thông minh. Phải nhớ rằng, quý vị biết rằng những đứa học lớp 3, tại sao những đứa vô chùa nào những đứa cũng đứng vị trí tương đối ngang với chủ trì hả thì? Tại vì những đứa đâu có nghĩ cái tiền bạc chút đỉnh người ta cúng dường đâu. Ngày xưa trên Đà Lạt 5 năm cũng vậy, những đứa đâu có bao giờ mà nhận tiền của ai khi đưa cho những đứa đâu. Thì những đứa biết cái người Phật tử khi cho tiền mình mà mình không nhận thì họ sẽ đi nói với chủ gì, những đức mượn miệng người đó đi nói giùm. Trọng lượng rất là cao. Và khi họ cho là họ có tâm, nhưng nhận rồi họ cũng đi nói, họ không có ác ý gì hết, vui miệng thôi. Chỉ là vui miệng thôi, nói thầy ơi, con vừa lì xì cho chú Hiền 200. Thầy nói, thầy hỏi chú có nhận không? Dạ có chứ, chú vui lắm. Một câu rất thật lòng, nhưng vị thầy kia sẽ nói thằng này tham tiền, như vậy thì tao không bao giờ đưa tiền cho mày cầm vì mày tham tiền. Hiểu chưa? Đây là một bài học cực kỳ quan trọng. Nhưng đức chưa bao giờ nhận nên lúc nào cũng nhờ miệng người ta đi nói cho vị chủ trì giùm. Lúc nào họ cũng hỏi nhân đức tại sao chú không nhận, ngày xưa tại sao chú không nhận, nó tại vì thầy chú trì lo cho tôi hết, thầy đã lo tôi đầy đủ từ cái quần áo lo hết cho tôi rồi. Bây giờ cô nên cúng dường cho thầy, đem câu này của mình nói với thầy thì không hay, nhưng nhờ miệng người này đi nói giùm mình. Cuối cùng tôi ở trong chùa một năm sau thôi, thì tất cả tiền cúng dường của mỗi tuần hay mỗi ngày lễ tôi được ngồi trong đó đếm đến nỗi khờ con mắt luôn. Tiền bạc vàng dòng ai cúng đều đưa hết cho tôi để mà giữ đếm giùm hết. Giết tôi quá sợ. Vì sao? Thật sự mà nói, khi nghèo quá không có tiền thì ước gì tôi được làm ngân hàng để đếm tiền giùm người khác. Khi cuối cùng khi được đếm tiền nhiều quá thì sợ vô cùng. Quý vị biết rằng đếm tiền đến mức mà ngủ gà ngủ gật tại chỗ. Nếu như mà giấy 100 ngàn mà đếm một chút tới cái khoảng cỡ 80 mấy tấm mà tự nhiên ngủ xuống một cái quên không biết đủ hay dư, đếm lại từ đầu, cái này mới là cái chết nè. Thêm cái nữa, quý vị biết rằng tiền nó có một cái quá chất gì không đơn giản chút nào. Khi bị đếm nhiều là cái tay bị ngay chỗ này sẽ bị mòn hoàn toàn và lột lớp da chỗ này luôn. Nó có một cái quá chất gì cực kỳ nguy hiểm. Nếu ai đã từng đếm tiền nhiều thì sẽ hiểu liền. Đó là ngày xưa như Đức đi vô chùa là được đặt trách vị trí đếm tiền. Trong khi học lớp 3 đếm tiền không gành, nhưng đếm giết thành cũng lão liền. À, đây là kinh nghiệm đầu năm chia sẻ cho tất cả những người trẻ tuổi có góc độ đó. Đừng bao giờ chúng ta đi nhận cái nhỏ nhất trong cuộc đời mình, đừng bao giờ quan trọng đến. Con người phải chấp nhận bỏ cái nhỏ để có được cái lớn trong cuộc đời. Đó mới là người cực kỳ có góc độ. Nên những đức thường chỉ người trong chùa mình, góc độ học tập phải cực kỳ sâu. Học tập là phải nhắm được đúng mục tiêu. Theo người là phải nhắm được đúng mục tiêu. Chúng ta nhìn về con người này, sự thành đạt của họ, chúng ta theo con người này cực kỳ yên tâm. Họ mọi mặt họ thành đạt. Thí dụ như bây giờ những đức ở trong chùa, điển hình là tại chùa ở đây những đức quản lý, nói mình đi. Thí dụ như điển hình ở trong chùa, đa phần việc gì những đức cũng biết. Từ tiền bạc những đức đã từng cầm qua, từ tiền bạc những đức đếm qua, nhà vệ sinh những đức đã từng rửa qua, xây dựng những đức đã từng làm qua, thuyết pháp những đức đã từng làm luôn, quản chúng làm luôn, sắp xếp chúng làm luôn, nấu ăn làm luôn, sắp củi làm luôn, quét chùa làm luôn, chăm cây làm luôn, xử lý với bà già làm luôn, hộ niệm làm luôn, ghinh quan tài làm luôn, đưa lên đài quả táng cũng từng làm luôn.
góc độ con người này quá tổng thể. Và nhìn vào phước duyên của họ dày quá. Như vậy thì sao? Quan tâm người điểm của con người này để làm gì? Theo. Chuẩn rồi. Người xưa ta nói chim khôn lựa cành mà đậu. Còn mấy đứa mà không khôn thì lựa mấy thằng nhậu mà theo. Nhậu xỉn, nhậu sai, nó quậy quọ theo nó làm gì nè? Bởi vì mới không khôn. Hiểu chưa? Thí dụ như mình ngoài đời thì cũng chọn một người đàn ông có góc độ, dù nghèo trước mắt. Nó nghèo nhưng mà thằng này tương lai nè. Quý vị coi phim, quý vị thấy rõ ràng không? Có những lịch sử phim, quý vị thấy không? Người con gái thông minh chọn một chàng trai nghèo, không chọn cái thằng giàu. Như vậy mà thằng nghèo này sau này là một tương lai rực rỡ luôn. Biết có góc độ chọn lựa. Đó. Nên mình cái góc độ mình phải cực kỳ sâu. Ngoài đời cũng có góc độ, đi tu cũng phải có góc độ. Phải chọn. Ngày xưa những đức đi lên trên kia, những đức nhìn thầy trên kia rất giỏi, duyên phước rất là dày, cách thuyết pháp thu hút cực kỳ cao. Trong lòng những đức không dám nói với ai rằng tôi thích cái môn thuyết pháp đó. Tại vì nói ra rất mắc cỡ, vì bản thân mình thấy mình không có điểm gì để mà ao ước điều đó hết. Nhưng trong lòng đã có cái nghĩ, nhưng mà không dám nói gì, nhìn mình cọ lại với người ta, mình cũng như một hạt cát nằm trong sa mạc, không dám nói gì hết. Chỉ có âm thầm nhìn nhận thôi. Cái cách thuyết pháp đó những đức rất là thích của thầy ngày xưa. Đã là thích rồi thì có góc độ học, nhận thức từ tâm, mỗi một cái hành động, mỗi cử chỉ của thầy những đức đều để ý. Chỗ học tập quan trọng nhất là có người để ý được. Quý vị thấy có rất nhiều người, người ta nếu nghe những đức nói chuyện từ xa thì nhiều người ta nghĩ rằng là thầy ngày xưa giảng. Từ động tác đều rất là giống, ngày xưa rất giống rất nhiều. Nhưng sau này những đức hoàn chỉnh từ từ lại, ổn định lại vị trí của nó. Thì từ nó đó quý vị biết rằng là nhìn nhận để học tập. Từ cái hành động tiếp khách của thầy những đức cũng học được, trong khi người đứng kế bên vẫn không học được. Từ cái đi tiếp làm sao, rồi nhận tiền sao sao, những đức đều học được hết trơn. Nên những đức cái nào cần học thì học, cái nào cần điều chỉnh thì điều chỉnh, cần sửa lại thì sửa lại hết. Nên ở bên cạnh 5 năm là lót cái nền móng. Khi đi xuống đây là những đức đã coi chùa giống như học 5 năm ra trường. Rất rõ ràng. Vì thấy rõ ràng những đức 5 năm chờ những đức học xong những đức ra trường. Đi xuống đây là tiếp tục phát triển đạo trà, coi chúng luôn. Lúc đó không còn bị sự quản thúc gì nữa chứ. Đến lúc phải làm việc cho chúng sanh rồi. Thấy rõ ràng không? Nên tất cả người trẻ này nghe được rồi, nhận thức đi. Góc độ học tập là mỗi một người mình đều nhìn ra để học được một chút chút. Người giỏi đó cực kỳ giỏi, nhưng họ có cái khuyết. Chúng ta điều chỉnh cái khuyết lại. Cái giỏi thì chúng ta học liền, thì tức khắc rất là hay. Quan trọng cực kỳ là cái lễ. Bây giờ quý vị là người viết cho một người khác một lá thơ, cầm lá thơ lên sẽ đọc hết. Và một người viết một lá thơ cầm lên không đọc, biết gì sao? Nhìn dòng chữ của quý vị viết dơ quá là đánh giá quý vị là con người thiếu cung kính, không đọc lá thư này. Tôi là người ít học, nhưng tôi nhìn lá thơ quý vị viết từ cái chữ bên ngoài, tôi sẽ đọc lá thư. Còn từ cái nét chữ bên ngoài bày hay, tôi sẽ không đọc lá thư này. Vì sao? Quý vị là người không cung kính, viết chữ khó đọc. Quý vị nhớ, dù quý vị có học tới trình độ làm bác sĩ đi chăng nữa thì cũng đừng nên viết chữ cho người khác khó đọc. Những đức hỏi quý vị nấu ăn là để cho người ta ăn hay là nấu ăn để cho người ta ngắm? Quý vị viết chữ là để cho người ta đọc hay là viết chữ để người ta động não? Quý vị đừng bao giờ nói rằng tôi học cao hiểu rộng, tôi học nhiều, viết chữ nhanh, viết thành quen. Không lẽ quý vị thành ẩu? Cho quý vị viết quen nhưng không được cho quý vị viết ẩu. Viết ẩu là một hành động viết thiếu cung kính về nét chữ. Vì trong mỗi nét chữ đều có tên ông bà tổ tiên và dòng tộc và vua chúa. Chúng ta viết một dòng chữ mà viết ẩu là chúng ta thiếu sự cung kính. Viết ra để con người ta mở mắt to đọc, để cuối cùng người ta bị căng thần kinh là có tội.
Nên mỗi một nét chữ phải tròn trịa, phải phết, chấm hỏi, phải nhất định, rõ ràng. Như vậy thì mình viết chữ, người ta vừa nhìn biết sự cung kính. Học qua chiều hướng này, câu này học từ đâu? Từ Hòa Thượng Tịnh Không, khi còn trẻ, viết cho thầy Phương Đông Mỹ một lá thư. Thầy Phương Đông Mỹ là triết học gia, một người cực kỳ nổi tiếng. Đệ tử của thầy Phương Đông Mỹ là rất nhiều vị tổng thống, mà ông đã dạy ra được những con người như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không muốn học với thầy Phương Đông Mỹ, chỉ viết một lá thư thôi. Thầy Phương Đông Mỹ vừa nhìn cái chữ bên ngoài đã đọc lá thư. Khi đọc xong lá thư thì hẹn gặp tại nhà và hỏi về trình độ học vấn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói rằng tôi vừa học tới trung học. Thầy Phương Đông Mỹ khen rằng hiện tại trường đại học chưa có chưa có học sinh nào viết ra được cái lá thư này như ông học trung học mà viết được lá thư này. Hiện tại trường đại học không có người như vậy luôn. Thì cuối cùng thầy Phương Đông Mỹ dạy Hòa Thượng Tịnh Không là dạy ở đâu? Dạy riêng một mình. Vì sao dạy riêng cho ông? Vì tâm cung kính của ông cao quá. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Nên dạy riêng cho ông, không để cho ông trà trộn cùng với những con người đó nữa. Còn tôi phải dạy học, nhưng học sinh nó không biết nghe lời. Tôi cũng phải dạy, vì công việc tôi phải làm, nhưng mà tôi không tìm ra được học sinh cung kính. Tôi đã gặp được ông rồi, tôi dạy riêng ông. Sợ đưa vào chung như vậy ảnh hưởng ông, dạy riêng. Sau này thầy học xong với thầy Phương Đông Mỹ, rồi học với chiếc học với Chương Gia Đại Sư, thì cũng y rang cái hành động cung kính đó. Chương Gia Đại Sư cũng dạy riêng. Các vị nghĩ đi. Học với thầy Lý Bỉnh Nam thì cũng được thầy Lý Bỉnh Nam dạy riêng và nghiêm khắc rèn luyện. Vừa đến học tập nói một câu rằng: nếu ông quyết định học với tôi, những gì tôi cho học là học, những gì tôi cho coi là coi, những gì tôi cho nói là nói, không cho không được đi vượt quá giới hạn. Sách vở nào tôi cho đọc là đọc, không cho đọc là không được đọc. Nếu ông chấp thuận thì ở đây, không chấp thuận thì đi chỗ khác. Chấp nhận 3 tháng sau là thấy có kết quả liền, hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thầy Lý Bình Nam nói rằng khả năng tôi dạy cho ông 5 năm. Qua 5 năm sau tôi giới thiệu cho ông người khác. Học được 5 năm xong đảnh lễ, xin thêm 5 năm theo quy tắc này. Thấy không? Sự cung kính học tập cực kỳ cao. Học với 3 vị thầy đều là nghiêm khắc như vậy. Điều sau này biết ra thì ra từ tâm cung kính mà được dạy như vậy. Thầy Lý Bình Nam nói rằng tôi đệ tử rất là nhiều, không có người đệ tử nào tôi đưa ra cách đó hết. Tôi chưa bao giờ nói cái chuyện tao cho mày đọc sách nào thì mày đọc, không cho thì mày không đọc. Tôi không có nói, vì nó tạp quá rồi, nó không nghe lời tôi đâu. Cần gì tôi phải cực? Chỉ có ông là tôi cực thôi. Vì ông cung kính một phần, tôi đáp lại tình ông một phần. Ông cung kính 10 phần, tôi đáp lại tình ông 10 phần. Thì mới hiểu ra sự cung kính đó nó được sự lợi ích cực kỳ lớn. Chân thật cung kính, học tập rất là đặc biệt. Tại sao người bây giờ chúng ta học tập kém như vậy vì thiếu cung kính? Chúng ta rất là tệ vì thiếu cung kính. Nên học đạo mà thiếu tâm cung kính thì không thể nào học được. Như quý vị niệm Ai Di Đà Phật mà quý vị thiếu lòng tin với Phật Ai Di Đà, vậy làm sao quý vị không bỏ ngài? Có nhiều người đi đến đây học tập niệm Phật, niệm được một thời gian, ban đầu cũng nói rằng tôi sẽ niệm cả đời. Nhưng vừa nghe người ta chỉ cách này cách kia để trị bệnh này nọ đồ, thì bắt đầu là chạy đi học cách trị bệnh. Những đức nói rằng quý vị có thể học được cách trị bệnh cả đời, quý vị không chết không? Có một vị vua bên Trung Hoa, ông muốn sống trường sinh bất tử. Ông làm vua, ông là người uy quyền đất nước lớn vô cùng. Như vậy mà ông đi kêu bao nhiêu con người đi tìm thuốc trường sinh cho ông. Ông là vua, ông còn không có thể dùng được cách để trường sinh bất tử, cuối cùng ông cũng phải chết. Chúng ta là một con người bình thường mà chúng ta muốn học cách gì để mà sống được khỏe hoài. Nếu như quý vị có thể khỏe hoài vậy thì cái luật về định luật nhân quả mà lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni không lẽ là sai hay sao? Đức Phật đã nói rất rõ ràng, sanh lão bệnh tử mỗi một con người mang thân này đều phải chịu. Dù quý vị có tu giỏi cỡ nào thì phải đi theo quy luật của sanh lão bệnh tử.
Như những đức thì nhất định một ngày nào cũng phải già và rụng răng và lụm cụm, rồi bệnh đau rồi cũng phải chết. Nhưng cái tâm mà tu giải thoát đó, đối với một con người tu thì gầy dựng cái việc này cực kỳ quan trọng. Còn đối với chuyện sanh lão bệnh tử là việc tự nhiên, mỗi một con người ai cũng phải chịu, không cần phải giấu diêm. Nhớ, không cần phải giấu diêm. Những đức xin thưa với quý vị, đừng bao giờ giấu diếm khi ta nổi tiếng, mà lỡ ta bị bệnh tai biến. Bây giờ vô tông mới cười một chút mới được. Nghiêm quá nãy giờ. Hiểu không? Thì quý vị nghĩ đi. Bây giờ tự nhiên bây giờ những đức bữa nay nói chuyện với quý vị, ngày mai ngủ một đêm sáng mai bước lên buổi giảng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi tối thầy ngủ một đêm sao thầy bị méo cái miệng. Không lẽ quý vị nói trời trời thầy tu mà còn vậy thôi, con mất lòng tin với thầy. Ừ, mất lòng tin đi đâu đó đi. Nó méo cái miệng lên nói chuyện mà con mất lòng tin. Đúng không? Nhắc mình là ông thầy ông tu vậy, ông còn bị méo cái miệng kìa. Còn cỡ mình coi chừng mình méo toàn thân. Hiểu chưa? Chứ mất lòng tin gì. Giấu giếm mới là mất lòng tin. Giấu giếm mới là mất lòng tin. Một vị cao tăng tu rất nhiều chục năm mà khi mà bệnh đau rồi te tua tả tơ hết, phải đưa lên cho công chúng coi. Để làm chi biết không? Để cho tất cả mọi người phải nhận thức rằng người ta thị hiện cho quý vị thấy đó. Tu như vậy mà cuối cùng còn như vậy, chúng ta tu như vậy rồi cuối cùng mình sao? Thấy không? Mình phải cố gắng lên chứ. Nỗ lực lên. Đầu năm đầu tháng mà ha. Chỉ nhau cách tu phước tu duyên, nhân cách làm người. Cái việc này rất là quan trọng. Cái việc tu phước tu duyên rất là nhanh lẹ của chúng ta, mà mỗi ngày không bỏ công bao nhiêu. Chiếc điện thoại cài điệu niệm Phật, khi ai gọi đến là nghe liền. Tu phước tu duyên. Một ngày 10 người gọi thì chúng ta tu phước tu duyên được 10 người. 20 người là tu phước tu duyên được 20 người. Có một người gặp Nhân Đức, nói Nhân Đức một câu rằng: thầy ơi, con á, làm việc, công việc của con nó cũng hơi khó. Bây giờ nếu chiếc xe hơi con chạy mà phía sau mà dán chữ A Di Đà Phật thì nhiều người phỉ báng nói con này cái kia. Những đức nói: họ nói cái gì? Họ nói cái gì? Họ nói con mê tín. Những đức nói: anh có mê tín không? Nói không. Không vậy thì cái lời nói nó không dính dáng gì tới anh. Họ nhìn qua nhân cách của anh khi áp dụng Phật pháp vào cái cuộc sống thì họ sẽ tiếp nhận Phật pháp. Họ sẽ không bao giờ nói anh mê tín. Chỉ sợ anh mù quáng họ mới nói anh mê tín. Anh làm chỉ tầm bậy. Anh đem Phật pháp áp dụng không đúng nơi đúng chỗ thì là mê tín. Họ hỏi anh: tại sao chiếc xe dán chữ A Di Đà Phật phía sau làm chi vậy? Thì mình nói rằng A Di Đà Phật là hiếu thảo, A Di Đà Phật là cung kính, A Di Đà Phật là giác ngộ, A Di Đà Phật là có chồng rồi đừng đi lấy vợ người ta. Có vợ rồi đừng nên lấy chồng người khác. Hiểu chưa? Phải phù hợp không? Nó quá phù hợp vào nhân sinh luôn. Mình nói ai với Đà Phật có chồng rồi đi, chứ ai nói ai với Đà Phật đi có vợ. Nên từ nơi đó vị phải biết rằng cái danh từ đó mình giải thích ra là phù hợp vào con người đó luôn. Chứ mình không nói rằng ai với Đạo Phật là giải thoát gì hết. Họ chưa đi đến nhân sinh nữa, làm sao nói đến giải thoát. Nên phải giải thích cho họ nghe. Và tôi viết chữ ai với Đạo Phật đó để cho người gieo duyên được cái thiện tâm này. Và chính tôi mỗi ngày lao xe là tôi nhắc tôi là tôi phải làm chồng tốt, làm vợ tốt, làm con tốt, làm chủ tốt, làm người lãnh đạo tốt, có trách nhiệm. Được không? Ai nói bị mê tín. Nhưng mà cái chủng tử bên trong chúng ta không cần nói, vì họ chưa đủ khả năng này đâu. Về cái sâu xa kia đừng nên nói. Vậy thì bây giờ cài cái điệu niệm Phật trong điện thoại cũng ai hỏi mình là nói như vậy. Còn ai làm ăn với mình mà đụng chạm vào sự tín ngưỡng thì mình giải thích cho họ nghe: anh có quyền tín ngưỡng về việc của anh, tôi có quyền tín ngưỡng vào việc của tôi. Giữa tôi và anh làm ăn quan trọng là chữ tin, còn sự tín ngưỡng không dính dáng. Tôi khi đến cái mối đạo của anh, tôi có thể chấp tay đảnh lễ
pho tượng mà sự tín ngưỡng của anh. Anh muốn tôi tôn trọng đạo của anh thì anh cũng phải tôn trọng đạo của tôi. Chúng ta tôn trọng nhau, điều này là đúng. Nên quý vị biết rằng ngày xưa những đức trên Đà Lạt là lúc còn cư sĩ, những đức đi đến nhà thờ toàn là gặp Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, những đức luôn luôn chắp tay cung kính đảnh lễ. Nhiều người ở trong đó đều gặp kinh ngạc, ủa người xuất gia này vô đây lễ lại trong đây, họ là Phật Bồ Tát, chúng ta phải đảnh lễ. Vì Phật Bồ Tát thị hiện ở một vị trí nào để độ một địa phương đó, một nước đó, là biết được địa phương đó đang cần như vậy để được độ. Thí dụ như bây giờ lục đạo luân hồi, chúng ta thoát ra được ba đạo ác, chúng ta tiến đến làm người. Làm người thì chúng ta bắt thêm một nấc thang nữa để bước lên cõi trời. Chúng ta bước lên cõi trời rồi chúng ta bước tiếp tục để vượt ra khỏi lục đạo, để tiến thành thế giới của Phật. Như vậy thì độ từng cấp để đi lên. Phật Bồ Tát độ chúng sanh từng cấp để đi lên. Phật Bồ Tát biết được rằng cái vùng ở miền Tây đó là người ta thích hát ca, thích văn chương, thích mà gọi là hò hét, đúng không? Thì tức khắc Đức Quỳnh Giáo Chủ thị hiện đi đến nơi đó để viết văn chương cho quý vị đọc. Mà trong văn chương đó lại có những ẩn ý sâu xa, ai hiểu được thì được học đạo tốt. Nên từ nơi đó mà ở miền Tây đa phần người ta kính trọng Đức Quỳnh Giáo Chủ như là Phật. Vì sao? Vì Ngài là Phật đến đó để hóa độ một dung ở khu vực đó. Phật Bồ Tát từ bi nhìn chúng sanh để mà độ. Đức Chúa Giêsu thị hiện đến đất nước của Mỹ quốc, nhìn nước Mỹ cần như vậy. Con người thích thần thông, con người có thể thích đi lên cõi trời hưởng phước. Vì họ là gì? Thế giới của thiên đàng. Nước Mỹ nó sang trọng, thời chúng ta còn khổ, nước Mỹ nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Họ có nhiều mặt rất là phát triển. Như vậy thì Phật Bồ Tát thị hiện, Đức Chúa Giêsu đi đến nơi đó để làm gì? Để cho họ lên thiên đàng. Như vậy thì vô cùng phù hợp để độ con người ở nơi đó. Nếu như cái thời cuộc đó mà Đức Phật thị hiện đến để nói kinh giáo thì nước Mỹ không tiếp nhận. Nhưng Đức Chúa Giêsu là Phật Bồ Tát đến thị hiện làm Đức Chúa Giêsu thì họ lại tiếp nhận. Nên quý vị coi, Đức Chúa Giêsu Ngài đi đến nơi đó, người ta muốn ăn bánh Ngài cho bánh, người ta muốn ăn cái gì Ngài cho cái này. Họ thấy Ngài quá cao siêu còn hơn họ nữa, họ đi theo. Từ nơi đó thì Ngài giảng đạo cho họ nghe. Đều là thiện hết quý vị, đều là tốt hết. Chúng ta là ai mà không cung kính người ta? Nên gặp tượng thần, tượng thánh đều cung kính. Gặp tượng quỷ thần đều phải cung kính. Gặp tượng của thổ địa thần hoàng đều phải cung kính. Phước báo chúng ta chưa chắc bằng họ. Từ nơi đó phải có tâm cung kính, gọi là cung kính quỷ thần là điều tốt. Nhưng mà để học hoàn toàn về họ là không dám. Cung kính là đúng. Nên cái lễ cực kỳ quan trọng. Một căn nhà chuẩn bị cắt ở vùng đất đó, vùng đất đó có thổ địa thần hoàng, có quỷ thần đang trú ẩn. Cây cối nơi vùng đất đó trồng rất nhiều. Chúng ta muốn cắt nhà nơi vùng đất đó, trước nhất chúng ta phải cúng theo cái lễ của nhà Phật chúng ta làm, vì mình học Phật. Theo cái lễ của tôn giáo nào làm theo tôn giáo này. Đạo Phật chúng ta làm theo cách của đạo Phật. Dùng đất đó chuẩn bị các nhà, cây cối to, cúng kiến, phóng sanh, cúng đồ chay, hoa quả đàng hoàng, cúng ở nơi đó. Tôi học Phật mà, tôi đâu thế nào đem nguyên cái đầu heo ra cúng được, đạo Phật từ bi mà, hiểu chưa? Thì cúng đàng hoàng theo cái lễ tiết đàng hoàng. Xong phóng sanh, đó là chuyển dưỡng lòng từ. Xong cầu nguyện rằng nơi đây tôi sẽ cất nhà, rồi tôi sẽ thờ ngôi Tam Bảo nơi đây trong gia đình tôi. Nên 7 ngày sau tôi sẽ hạ cây khu vực này và đào đất đào móng khu vực này để cất nhà. Hôm nay tôi cúng kiến nguyện trên là chư Phật Bồ Tát gia hộ, rồi tất cả chư thần linh, rồi quỷ thần ở vùng đất này gia hộ cho tôi, để tôi cất nhà ở nơi đây được bình yên. Mỗi ngày tu hành đều hồi hướng cho tất cả các vị. Từ cái tâm lễ kính đó, 7 ngày sau chúng ta nêu lên rõ ràng là 7 ngày sau sẽ chặt cây và sẽ đào đất nơi đây. Ngày xưa thì Đức Phật dạy chỉ có 3 ngày, nhưng thời nay con người quá bận rồi, chắc quỷ thần cũng bận việc, nên chúng ta cho 7 ngày luôn chắc ăn, hiểu chưa? Thì thấy không, bây giờ chúng ta quá bận đúng không?
Đã là bận biểu như vậy thì cảnh giới quỷ thần cũng rất là bận, chứ không có rảnh rang gì đâu quý vị ơi. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó 7 ngày là chắc nhất, đó là lễ tiết. Đi đến nơi nào, chùa chiền hay gì, mới đến trước nhất là gì? Công phu một thờ đêm đó, để người ta thấy mình tu hành, cảnh giới quỷ thần, chư hương linh, cảnh giới đó thấy được mình tu, chấp nhận mình trước nhất đêm đó ngủ yên. Sáng mai cúng nơi đó, phóng sanh nơi đó một cái, để nêu lên rằng tôi đi đến đây là duyên để hành đạo nơi đây. Nguyện cầu trên là chư Phật Bồ Tát gia hộ, kế là tất cả cảnh giới của thần linh, quỷ thần đều gia hộ cho tôi, để đi đến nơi đây hành đạo được bình yên. Từ cái tâm đó quý vị gọi là lễ kính. Nhớ, đừng nên tùy tiện nha quý vị. Cả người ta đi dã ngoại chỗ này chỗ kia, người ta muốn ngủ chỗ đó, người ta còn chấp tay để mà xin được ngủ nữa đó. Ai biết được cái chỗ đó có chôn ai, hoặc là ngay chỗ động gì ở nơi đó. Nên có một đứa bé nó đi dã ngoại, đi chơi với bạn trai. Cuối cùng á, tuổi trẻ bây giờ nó thích lạ mới, hoặc là nó cái gì đó nó đặc biệt một chút. Ở nhà nó không ngủ, nó đi ra ngoài đường nó ngủ. Nó vô trong đồng nó ngủ. Nó chạy chiếu ở ngoài ruộng đất nó nằm nó ngủ. Nó ngủ xong rồi nửa đêm hai đứa nó tù ti tú tí. Thì bắt đầu quý vị biết rằng là nó nằm ngay chỗ cái người ta chết chưa siêu chỗ đó. Xong nó làm những việc đó, xong nó đi về, đi theo suốt luôn, về nhập vào đứa con gái này. Khi phước nó si, thằng kia phước nó còn thịnh. Nhỏ này phước si, nhập vào ngay nhỏ này. Nhập vào xong làm nhỏ này điên cuồng. Cuối cùng hương linh nói lên rằng nó, hai đứa nó lỡ ngay chỗ tôi chết chôn chỗ đó, hai đứa tù ti tú tí ngay cái mộ của tôi, ngay vùng đất chỗ ở của tôi, nó tù ti tú tí ngay chỗ đó, tôi phải làm cho nó điên cuồng cho nó chết. Thì thấy chưa? Đối với quan gia như vậy phải làm sao? Năn nỉ họ, tôi phải niệm Phật, tôi phải tu, tôi phải làm thiện để hồi hướng cho chư vị. Con tôi còn nhỏ, nó không hiểu, nó không biết. Tôi chân thật tu hành, tôi chân thật niệm Phật để hồi hướng cho chư vị. Rồi cái đứa kia nó phải niệm Phật, nó phải tu, nó phải ăn chay, để mà gọi là mong người ta tha thứ cho nó. Vì phước nó si rồi, phải tạo phước lại, phước dày lên thì tức khắc người ta đi. Phước nó mỏng có thể bị chết, hoặc là điên cuồng cả đời. Vì thấy đụng chạm đến cảnh giới quỷ thần dễ không? Cả quý vị là phụ nữ hay nam gì cũng vậy, tiểu tiện mà cũng không được tùy tiện, nên mới có nhà vệ sinh. Quý vị đi đâu quý vị cũng ngồi bị tiểu tầm bậy. Có một câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Không kể rằng có một người phụ nữ này đi vào đồng tiểu ngay cái hang ổ của hồ ly. Tiểu ngay một phát về bắt đầu bệnh hoạn, người nóng đỏ người lên hết trơn. Tự nhiên nổi một đầy người, tự nhiên nói chuyện điên cuồng. Vậy thấy chưa? Không đơn giản đâu. Trong cái cảnh giới chúng ta sống là phàm thánh đồng cư độ, nó rất nhiều cảnh giới đang nằm trong đây. Nên cái chuyện lễ tiết là chỗ cực kỳ quan trọng. Nên người đeo máy niệm Phật là việc độ chúng sanh thù thắng. Nhớ. Đó. Nên mình đi đến chùa đầu năm đầu tháng, đặt vài chiếc máy nghe Pháp, vài chiếc máy niệm Phật. Đến chi? Tặng cho cha mẹ, tặng cho người thân. Những đức thường nói rằng đi đâu trong vỏ cũng vài chiếc máy nghe Pháp, vài chiếc máy niệm Phật. Đến chi? Gặp duyên bất tử. Những đức đi đâu cũng để máy nghe Pháp, máy niệm Phật trong xe. Đến chi? Gặp duyên bất tử. Có lần những đức gặp người bán giấy số, gặp mờ mua, thì đức kêu lại, thấy tội nghiệp đủ duyên, kêu lại không mua giấy số, nhưng tặng cho cháu 10.000. Xong nói chuyện mấy câu, tặng cho con chiếc máy nghe Pháp này về cho ba mẹ con nghe. Quỷ vô cùng cầm chiếc máy nghe Pháp về để cho ba mẹ. Không, có nghĩa là cơ hội để giúp chúng sanh mà. Cái tâm như vậy thôi của quý vị thì tu phước tu duyên cực kỳ lớn luôn. Phải có tâm như vậy. Lâu lâu mình mới có dịp đi đến đây, hoặc ngày Chủ nhật, bữa nay có tượng Phật nè. Quý vị lỡ ngay chỗ cái bảo tháp đó, ngay văn nhà ăn đi xuống đó, tượng Phật trong đó đó. Mấy chú sẽ đứng, mấy chú tặng tượng Phật cho. Thỉnh một bộ tượng Phật về làm bàn thờ. Quý vị đã từng nghe như Đức nghe, giảng cái buổi giảng mà gia đình có ngôi tam bảo là đại phước báo nhân duyên mà. Quý vị nhớ rằng gia đình lập một ngôi tam bảo để con cháu được ảnh hưởng Phật Pháp, tôn tượng lên thờ, rồi học cách tu, phương pháp tu, để tại gia tu được,
biết đâu kiếp nạn nhân sinh đến, chúng ta sẽ không đi đến đây được nè. Bệnh hoạn có khi chúng ta sẽ bị cách ly rồi sao? Từ nơi đó chúng ta hãy tính trước, gia đình có ngôi tam bảo, có phương pháp tu. Mỗi ngày những đức chia sẻ Phật pháp quý vị nghe. Còn nếu như những đức còn đi trước quý vị thì quý vị cứ tu đi. Có phương pháp tu sẵn rồi đó, quay trên mạng sẵn hết trơn rồi đó, hiểu không? Cứ như vậy mà nghe, vậy là được rồi. Nhà có ngôi tam bảo là việc cực kỳ quan trọng, nên thỉnh tượng Phật. Đầu năm đầu tháng thỉnh bộ tượng Phật đem về thờ, gia đình cảm thấy như quang minh phổ chiếu. Đặt tượng Phật, tặng tượng Phật, mà còn khô cũng họng để tặng tượng Phật. Cái tâm như vậy thì mới có phước quý vị. Bây giờ chùa chúng ta tất cả chương trình đều là trực tiếp luôn đó quý vị. Quý vị đang ngồi đây, gia đình đang coi quý vị đó. Mọi người đang nhìn thấy quý vị kìa, mẹ tôi kìa, anh tôi kìa, chị tôi kìa, em tôi kìa, đang quay trực tiếp mà. Như chương trình sinh hoạt quý vị đều coi được trực tiếp mà. Cái trang của chùa mình Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ đăng ký, rồi chùa Hộ Pháp Vô Lượng Thọ VDT. Chân Thành Niệm Phật VDT, chùa Hộ Pháp VDT. Rồi vị cứ đăng ký đi, rồi tất cả chương trình trực tiếp vị đều chưa đi đến đây được đều coi được hết luôn. Nhưng mà chùa mình về cái việc mà trực tiếp thì chưa đạt đến đỉnh, chưa có hiểu biết nhiều quý vị, hiểu chưa? Nên ai mà hiểu biết được nhiều những cái dụng cụ mà để trực tiếp, đặc biệt chùa mình quý vị mà đem lại quý vị dạy cho mấy chú mình là quá tuyệt vời. Chùa mình là quá nhiều chương trình, chỗ này mới là chỗ đẹp tu phước duyên nè. Còn quý vị có những khi có những nơi người ta không có bao nhiêu chương trình, mà trời, cái điều trực tiếp của người ta nó cao độ luôn. Cái thiếu nè đem lại đây giúp giùm đi. Trời ơi, ta chỉ cho tu phước tu duyên thù thắng, ngày nào cũng được trực tiếp. Chủ nhật bao nhiêu con người bị coi, bao nhiêu con người ta coi vậy. Có những nơi người ta bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn để mà phát trực tiếp, đẹp vô cùng luôn. Vậy mà không có bao nhiêu chương trình chứ. Giống như cái cuộc đời này nó lạ ghê. Nơi cần mà không chịu đến đâu. Đúng không? Quý vị biết rằng có những ngôi chùa xây lên thiệt là to luôn vậy mà không có nhẫn tu chứ. Có hai ba người trong đó quét lá đa tối ngày. Vì bỏ 100 tỷ vô cái ngôi chùa đấy chăng nữa nó cũng không kết quả nữa. Cái thời gian mà để có kết quả thì quá lâu, vì chết đi đọa lạc luôn. Nó mới có được cái thời gian đó, không biết duyên chừng nào đến. Còn ở đây như thế nào, mì ăn liền mà không chịu làm. Quý vị coi bây giờ cái ngôi chùa mới kìa, người ta xây chưa xong kìa. Vậy mà bây giờ 300 người vô ở rồi kìa. 300 người đang ở bên hoạt động ổn định, tu mỗi ngày 4 thời kìa. Nên tất cả những người đã từng cúng dường ngôi chùa mới, quý vị phải mì ăn liền không? Nhân quả kế bên là còn gì? Nên quý vị khi cúng dường cho một ngôi chùa mà tu pháp môn niệm Phật là quý vị cúng dường hoa sen đấy. Quý vị coi hoa sen đi. Hoa sen là vừa chỗ bông sen là có quả sen liền. Để ý rồi đúng không? Nên một ngôi chùa chuyên tu tịnh độ nuôi bao nhiêu người già gì, tại sao không cúng? Trời ơi, mình nói gì người ta mà đâu có ngại miệng gì đâu, hiểu chưa? Đầu năm đầu tháng rẹt, dòng vo gì cho nó mệt, hiểu chưa? Tu phước tu duyên, bây giờ bao nhiêu con người này gặp những đức mới cúng, quý vị chắc những đức chết quá. Bao nhiêu công việc vậy mà gặp mà mới cúng chắc là chết luôn, sống hết nổi quá, hết thuyết pháp nổi luôn, hiểu không? Đủ duyên thì gặp, còn không đủ duyên thì cứ bỏ thùng tam bảo cho hòa thượng xây chùa, cho những đứa có kêu đưa những đứa để ăn đâu. Vì nghĩ đi hả? Đó, trời ơi, qua Tết này những đứa để lo cho hòa thượng, để mà gọi là ngày xây dựng đầu năm đầu tháng kìa. Nên từ nơi đó về đây có cơ hội không? Rẹt, nó nói vòng vo. Có tiền mới rẹt được thầy ô. Đủ tiền xe không sao rẹt. Nói thiệt, ai với đạo Phở chứ ai mà ép, đúng không? Có cái bà kia mới nói, tợ con nghe thầy nói cái là con lột đau bông đó hả? Được, bà lột đau bông chồng mà nó quýnh bà te tôi cũng không muốn điều đó xảy ra.
hiểu chưa? Con lột nhẫn cưới không? Không được. Cái nhẫn cưới là cái chuyện, cái duyên của vợ chồng. Lúc người ta đeo nhẫn cưới cho mình, nhẫn còn người còn mà nhẫn mắt người mắt, hiểu chưa? Vợ chồng còn với nhau là nó vậy đó. Từ khi mà chia tay nhau, muốn lột cắt ở đâu cắt, cái đó là chuyện của mình, hiểu không? Nhưng mà còn sống với người ta là không được mắc chiếc nhẫn cưới, nghe chưa? Đó là sự tôn trọng, cung kính. Nên mà gọi là chiếc nhẫn cưới mà làm mắc đi là cái việc đó là mình hơi thiếu sự cung kính nha. Nên người ta mới trao nhẫn cưới cho nhau. Quý vị biết rằng cái ý nghĩa mà trao nhẫn cưới cho nhau là gì sao không? Đeo nhẫn cưới cho quý vị á, giống như đeo cái rong vào cổ vậy đó. Chiếc nhẫn đó nói là kim cương hột sòn là ngon hả? Trời ơi, rong đấy. Nhưng quý vị lại phái chiếc gông này được đeo rồi thấy tung tăng. Không mà nhiều người thế gian người ta không hiểu thì người ta thấy ông thầy nói chuyện kỳ cục. Đeo nhẫn cưới mà như đeo rong vào cổ. Quý vị coi bao nhiêu con người đã từng có vợ có chồng, quý vị hỏi họ đi. Sự câu thúc, sự buộc ràng, sự khổ đau cuộc đời phải là từ chiếc nhẫn cưới ban đầu đẹp vô cùng không? Trời ơi, mà được tặng chiếc nhẫn cái mừng húm. Thấy không? Mừng ghê lắm, mà gặp mà nhẫn hụt sòn cái nữa, tôi chào công nhận anh quay phong thì gia đình giàu xa ghê luôn. Chơi gì đâu mà nhẫn hụt sòn luôn. À, hụt sòn đó em, giờ em sẽ hiểu. Chỉ có cái một, chỉ có một cái hụt sòn này thôi mà cả đời em phải khổ vì tôi. Hiểu chưa quý vị, thấy chưa? Nên từ nơi đó nha, hãy hiểu cái nguyên lý của nó. Nhưng không phải mối tình nào cũng là như vậy, đúng không? Thôi tùy duyên đi, chuyện đó thôi cho nó qua. Nên quý vị biết rằng trở về vấn đề, niệm Phật lớn tiếng có lợi ích gì? Lợi ích dữ lắm. Đọc nguyên văn cho quý vị từ lời của Phật dạy nè. Khi niệm Phật, nếu vọng niệm giấy khởi liên miên, tâm thức tạp loạn không thể chuyên chú, ắt cần phải niệm lớn tiếng để nhiếp tâm, dùng tai lắng nghe và có thể trừ được vọng niệm. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rằng niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. Rồi bữa nay đầu năm mà nghe nói niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức là thấy ngon rồi, thấy chưa? À, bây giờ ai mà không muốn có công đức không? Công đức có là phước báo có. Công đức có là thành công sự nghiệp trong cuộc đời và thành công luôn sự nghiệp xuất thế gian luôn. Công đức là giải quyết vấn đề về nghiệp chướng. Công đức giúp cho mình trí tuệ thông minh. Công đức giúp cho mình trang nghiêm cảnh giới. Có công đức là có phước báo. Có phước đức là chưa có công đức. Nhớ nghe, có phước chưa chắc có công đức. Có công đức thì mới có phước. Nên niệm Phật có công đức, mà 10 loại công đức. Câu thứ nhất, có thể trừ bệnh ngủ gật. Ngủ gật. Ôi, sư cô bà ngủ gặt tối ngày, bà hỏi Nhân Đức là bây giờ con mới làm sao thầy? Niệm Phật là lâu rồi mà bây giờ con vẫn ngủ gục. Nhân Đức nói vì do cô nghĩ rằng niệm Phật để trị bệnh ngủ gặt nên cô không hết buồn ngủ. Cái nguyên lý của câu Phật dạy niệm Phật trị bệnh ngủ gặt, nhưng chúng ta đừng để vào cái tâm là niệm Phật để trị bệnh ngủ gặt, mà niệm Phật là trị bá bệnh. Chỉ cần niệm Phật để hiển lộ được tự tánh thì tức khắc tỉnh táo và ít ngủ. Còn bà đặt vai trò niệm Phật để trị bệnh ngủ gật là bà chỉ đem cái việc niệm Phật này để giải quyết vấn đề ngủ gật thôi, thì cái chuyện này nó rất là lâu mà bà lại chấp tướng. Cuối cùng từ chấp tướng mà nó không thành công được cái việc niệm Phật trị bệnh ngủ gật, hiểu chưa? Nên từ nơi đó nhiều người chúng ta sao niệm Phật nhiều năm mà vẫn ngủ hoài, ngủ gặt lên gặt xuống, lên tụng kinh gì chị chú hay niệm gì chút là thấy kỳ cục không? Mà coi phim, coi đá banh, quýnh võ đài thì không ngủ à, nhưng mà lên niệm Phật là một chút là ngủ à. Vì sao? Vì sao kỳ như vậy? Nghiệp nặng. Cái nghiệp chúng ta nó nặng quá. Nghiệp là gì? Nghiệp là sự tạo tác của chúng ta của nhiều đời nhiều kiếp. Sự tạo tác của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp là đá banh, đá gà, quýnh bài, hư hỏng là nhiều. Nên chúng ta bây giờ gặp lại cái thứ đó là phù hợp, nên chúng ta không bao giờ buồn ngủ. Nhưng mà chúng ta nghe kinh niệm Phật là chúng ta ngủ. Vì sao? Vì sự tạo tác của chúng ta
vì nghe kinh niệm Phật ít nên bây giờ nghe là nó không đủ trọng lượng, không đủ năng lực để nghe nên ngủ. Hiểu chưa? Cái nguyên lý của nghiệp là sự tạo tác. Chứ quý vị nói nghiệp nặng quá, hỏi nghiệp là cái gì? Không biết. Người ta hỏi mình nghiệp là cái gì, mình nói là sự tạo tác. Đó là sự xác thực nhất. Sự tạo tác của nhiều đời nhiều kiếp sai rồi, bây giờ nghe đạo rồi, lặp lại sự tạo tác mới mẻ thì trở thành đúng đắn và tốt đẹp. Vậy thì tiêu nghiệp là cái gì? Là bây giờ làm tốt lại thì nghiệp nó mất đi liền. Còn bây giờ mình không biết nghiệp là cái gì thì làm sao mình chuyển nghiệp? Đó, nên câu đầu tiên có thể trừ bệnh ngủ gặt, niệm Phật có thể trừ bệnh ngủ gặt. Hai, thiên ma kinh sợ. Quý vị sợ ma không? Có. Quý vị sợ ma là chưa đủ năng lực niệm Phật. Quý vị nhớ nè, tất cả chúng ta đang sống và đang tu học đây thì sự tu của mình đều lợi ích cho cảnh giới của ma. Mà đã là lợi ích cho cảnh giới của ma mà đi sợ ma, tôi nghĩ lý này có không? Quý vị cầm của cải vật chất đi tặng cho người ta ăn uống đàng hoàng mà quý vị đi sợ người ta, có lý đó không quý vị? Quý vị là người cầm cán mà quý vị đi sợ người cầm lưỡi hả? À, nhớ nha. Nên từ nơi đó người niệm Phật mà có tâm sợ ma thì chắc chắn ma sẽ chụp quý vị. Nhớ cái nguyên lý nè, ma bắt coi mặt người ta, đứa nào nhát nhát thì ma nó bắt hoài. Đúng chưa? À, bây giờ vì bằng đêm nửa đêm ngủ giật mình thức dậy định đi vệ sinh, tự nhiên không chịu đi, nín luôn. Hỏi sao vậy? Sợ ma. Quang nằm ghế bên kêu chị. Hỏi gì em? Đi với em một chút. Hỏi sao em đi đi? Sợ quá. Thấy chưa? Là ma nó kế bên mình, nó trong tâm mình, nó biết. À, con nhỏ này sợ ma. Trong khi tao là nhờ nó giúp mà, vậy mà nó sợ tao. Được rồi, nó sợ tao đúng không? Thì cái lúc mà tâm sợ đó là nó hiện ra. Tâm sợ, chứ ma ở đâu ở bên ngoài, ma ở trong tâm mình á. Mình vừa sợ ma là trong tâm mình hiện ra ma. Nên cái người ta tự nhiên bị ảo ảnh của ma là cho rằng là ma, chứ thật sự không có ma. Bây giờ quý vị coi con ma trong tâm mình mới là con ma đáng sợ, chứ con ma bên ngoài đâu mà có. Hiểu chưa? Nó tự nhiên trong tâm mình lại suy nghĩ ra là con ma nó phải bận đồ trắng, rồi tóc nó phải dài, rồi con ma nó phải có răng nanh, rồi ma là mắt của nó máu chảy xuống, miệng lưỡi dài. Đó là toàn là sự tưởng tượng của con người khi sợ ma mà ra. Hiểu chưa? Còn mình cái niệm Phật rồi mình không có sợ nữa thì không có con ma kỳ cục gì. Con ma thì là bình thường, chứ làm gì mà con ma mà con mắt chảy máu, rồi lưỡi dài, rồi tóc xỏ xuống, rồi bận đồ trắng. Chợ ma bận đồ trắng không, người ta ca sĩ nó bận đồ trắng, chứ làm gì mà bận đồ trắng. Hiểu chưa? Còn quý vị biết rằng nếu như một con người mà đọa trong địa ngục á thì giỏi lắm bị đánh bầm mặt bầm mày, chết xong rồi hoàn hồn tỉnh sống lại thôi, chứ làm gì có cái tướng của con ma mà như vậy mà đi tìm quý vị. Nhưng do cái ý nghĩ của mình sợ quá hiện ra cái tướng như vậy để dọa mình thôi. Rồi vừa từ cái tâm thức của mình khi phước si mà tự nhiên từ cái nghiệp chướng tâm thức sanh ra trong ác mộng, thấy mà đái sợ. Nên Phật mới nói trong kinh để nhắc những người sợ hãi đừng sợ nữa. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang rằng tất cả pháp quý vị đang thấy toàn là giả, quên đi. Nên từ nơi đó mà khi ngủ mà gặp ác mộng, ngày mai thức dậy A-di-đà Phật, hồi tối mới gặp ác mộng. Ủa sao chị không sợ? Vì đâu sợ em, gặp ác mộng là để nhắc mình cố gắng tu đó em. Nếu mình không gắng tu là mai mốt ác mộng là đến với mình thiệt đó em, là mình sẽ đọa lạc em à. Chứ ngoài ra đâu có gì đâu phải sợ đâu em. Hiểu không? Đâu có gì phải sợ đâu em. Hiểu không? Nhớ như vậy thì nó mất đi cái tâm sợ ma liền. Vì quý vị sợ ma là ma luôn luôn ở bên cạnh quý vị. Sợ không? Sợ ma là ma luôn luôn ở bên cạnh luôn. Vừa sợ là ma bên cạnh liền. Hiểu chưa?
Chúng ta nhớ Phật, sợ ma là nhớ ma, thì ma bên cạnh là đúng rồi. Chúng ta nhớ Phật thì là Phật bên cạnh. Sao không nhớ Phật á? Đó. Nên tại sao người niệm Phật mà thiên ma kinh sợ? Vì Phật là chữ giác, chữ giác ngộ mà khi phát triển lên. Thì tâm ma là gì? Thiên ma là gì? Thiên ma là tâm mình. Tham chấp, sân hận, đố kỵ, ganh ghét. Đem cái xấu thì cho người ta, mà đem cái tốt thì để cho mình. Cục đường thì mình lụm hết, mà cục muối thì mày ăn đi. Đó là ma, đó là thiên ma đó chứ. Thiên là sự xa vời, cao lớn. Ma đây là ma trong tâm mình, lớn như cõi trời vậy đó. Ở trong tâm mình. Chứ quý vị nói cái cảnh giới thiên ma ở đâu? Cảnh giới thiên ma nằm trong tâm chúng ta. Cái tâm ma là tâm ác của chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp tạo tích lũy thành như là thiên ma vậy đó. Đầy ở trong đó chứ. Như một ruộng cỏ mà không có một cây lúa. Cỏ biểu trưng cho ma, sự tạo nghiệp tạo tác của chúng ta nhiều như là cỏ, khỏi trồng cũng tự mọc. Còn lúa, lúa trồng mà chăm muốn chết luôn, mà chỉ cần có cỏ mà không nhổ là tức khắc tới mùa gặt hái là không được bội thu, đúng không? Nhưng mà một cái mà ruộng đất khỏi cần trồng cỏ vì địa thí thì nó mọc đầy luôn. Nhưng phải chi nó mọc lúa gì thì mình đâu có nghèo, đâu có đói, nhưng mà nó mọc cỏ không mà, đúng không? Nên từ đó quý vị phải biết được rằng là cái tâm tạo nghiệp mình như một ruộng cỏ vậy đó. Khỏi cần phải trồng nó cũng mọc nữa. Nghiệp này là khỏi cần suy nghĩ khở nó cũng khở. Còn bây giờ muốn nghĩ tới Phật mà nó không nghĩ Phật. Vì sao? Vì nó có cái chướng che. Là gì? Vì thiên ma trong tâm mình quá nhiều. Nên từ nơi đó mà chưa phá vỡ được cái vô minh phiền não đó, nên chúng ta không nhớ Phật được. Như vậy chúng ta cần phải niệm Phật cho nhiều, để bỏ câu Phật hiệu vào tâm cho nhiều, để một ngày nào hiện ra là A-di-đà Phật, đúng không? Vì nói thiên ma là có một cõi gì đó, một cõi gì đó, không có đâu. Khi Đức Phật sắp sửa thành Phật mà thiên ma hiện ra cũng toàn là từ tâm mà sanh ra đó. Từ tâm mà sanh ra để khảo đạo. Khi Đức Phật dùng tánh Phật để mà phát diễn ra thì tất cả những cảnh giới thiên ma tự nhiên biến mất. Nên Đức Phật chỉ ngồi như như bất động. Cảnh giới của thiên ma khảo đạo là từ tâm sanh ra. Để khảo đạo tâm của Phật, Phật như như bất động, tự thiên ma biến mất. Vì không đụng chạm, không quấy rầy được thì tự biến mất. Nên cái sự mà không bị ô nhiễm của con người tu mình, thì trong cảnh giới nhân sinh chúng ta vẫn như như sống với cùng với họ. Nhưng chúng ta không bị họ lôi kéo đi để trở thành con người mê hoặc điên đảo, gọi là cảnh giới thanh tịnh. Nhớ nha quý vị, những điều học tập này cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta đã vô cùng lầm lạc vì cái chuyện thiên ma là một cõi nào, quên mất tiêu nó đang ở trong tâm chúng ta. Quý vị đang nghĩ cái gì của mỗi ngày đó là thiên ma đó. Tại sao câu Phật hiệu phát lên mà nói là thiên ma kinh sợ? Vì khi câu Phật hiệu phát lên thì ma không có chỗ phát ra. Đã không có chỗ phát ra thì phải sợ không? Quý vị coi phải đúng không? Từ nơi đó hiểu được nguyên lý này thì niệm Phật là việc để phát triển tánh Phật, thì tự nhiên tâm ma là tâm ác của chúng ta tự nhiên tan biến. Niệm Phật có lợi ích cực kỳ lớn như vậy. Câu thứ ba, tiếng biến khắp mười phương. Một câu Phật hiệu phát ra biến khắp mười phương. Với số lượng người mấy ngàn người đang ngồi giờ này, một chút niệm Phật lễ Phật một phát, quý vị coi cái tiếng này nó biến cỡ nào chưa? Biến chéo 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 chéo. Đó. Như vậy thì quý vị coi, cái tiếng biến khắp mười phương mà danh hiệu Phật mà nghe một cái là an lạc tự tại. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta ngồi đây giữa cái đầu năm đầu tháng đi đến đây tu học để cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Như tiếng niệm Phật biến khắp mười phương thì thân bằng quý thuộc còn sống được lợi ích lợi lạc vì câu niệm Phật. Còn người chết, ông bà cha mẹ mình hay chư hương linh vì nghiệp phá thai chưa được siêu thoát thì cũng được nghe tiếng niệm Phật của mình niệm, vì giữa mình với người thân mình có một tần số giao cảm. Mình nhớ, giữa mình với người thân mình có một tần số giao cảm vì nghiệp duyên. Thí dụ như cha mẹ có nghiệp này, con cái có nghiệp đó sanh vào gia đình mình. Cha mẹ có nghiệp thiện thì con cái có nghiệp thiện sanh vào.
cha mẹ có nghiệp ác thì con cái có nghiệp ác sanh vào, chứ không phải cái nguyên lý của là cha mẹ làm mà con chịu. Người xưa nói rằng cha mẹ làm con chịu, điều này chưa phải giải thích rộng được. Giải thích đó chưa phải là hoàn mỹ đâu quý vị à. Mà là cha mẹ có nghiệp này, con có nghiệp này, nên đầu thai đến để mà có nghiệp giống mình, để mà cho mình khổ. Nên khi mà con người ta khi giao hợp với nhau là cái nghiệp giữa hai người đó, và nó cảm với cái nghiệp dù ở xa hàng vạn ngọn núi Tu Di, nhưng người ta dẫn đến để nhập thai, đó là nghiệp duyên. Khi hòa hợp thì giống như là cặn kề, cặn kề luôn. Hãy nhớ cái nguyên lý này, đó là nghiệp duyên chiêu cảm. Chứ đừng bao giờ nói cha mẹ làm mà con chịu, không phải đâu. Thí dụ như quý vị là một người chồng, một người đàn ông, quý vị đã có vợ có con rồi, quý vị có con gái mà quý vị đi ra ngoài, quý vị quá trời gian díu nhiều người rồi bỏ làm ta đau khổ, thì cái nghiệp duyên của đứa con gái quý vị là nó có cái nghiệp là bị nó làm điều đó, mà bây giờ nó sanh vào cái gia đình này là cha này làm vậy, mà ông làm cha mà ông làm như vậy với người ta thì cha mẹ người ta khổ. Bây giờ tới ông làm cha thì con gái của ông bị người ta làm như vậy để ông khổ. Thì nghiệp duyên nó chiêu cảm nghiệp duyên để làm mình đau khổ. Khi thương người thân quá mà người thân bị như vậy thì cái khổ của mình là cực kỳ khổ. Nhưng người không biết tu thì chỉ có quán hận. Người biết tu thì tức khắc quá giải tâm bằng cách nào? Niệm Phật. Hiểu chưa? Nên quý vị đang làm cái gì đó là cái nhân quả sẽ đến với quý vị y rang luôn. Con mình cũng là nhân quả đó. Hiểu được nguyên lý này rồi thì buồn trách ai nữa. Cứ trách, trời ơi sao cuộc đời tôi xấu số vô duyên, tuổi bằng con em, còn đẹp hơn con em nữa, vậy mà thấy lấy nhầm cái thằng tèo, nhậu nhẹt bê ta huynh độc, còn em nó lấy chồng thiệt tình đẹp trai dễ thương, lo lắng cho nó, còn tôi đẹp hơn nó mà tôi lấy thằng tèo. Tèo ơi tèo, nó, mày đi ra khỏi cặp mắt tao tèo. Thấy không? Vậy mà nghiệp duyên nó luôn luôn bên cạnh mình, tèo vẫn là bên cạnh mình. Mình cứ quán hận, mình cứ chấp thằng tèo mà mình quên đi là mình đã từng tạo cái nghiệp với thằng tèo. Bây giờ thằng tèo nó đến, nó ăn nhậu, nó làm mình đau khổ, nó quýnh đập, te tu thả tơ. Mình đừng nên chấp thằng tèo, mình chấp mình là mình đã từng tạo cái nghiệp này với thằng tèo. Bây giờ thằng tèo đến nó đòi nợ mình. Nghe én. Giải thích dễ hiểu đúng không quý vị? Nên khi mà đến với nhau rồi, mà khi mà tu rồi hết duyên, hết nợ, là hết cái nợ thì nó xa. Giống như á, cái câu chuyện mà trưởng giả kén rễ á, hiểu không? Thì coi rõ ràng không? Con đến đòi nợ ổng như vậy mà cuối cùng mà ổng quy y, ổng tu một cái là nó đi bớt liền. Cái con quán nghiệp nó đi liền, thấy chưa? Trong khi bây giờ ông bà cũng ác, rồi sanh ra hai thằng con trai nó ác hết à. Nó làm tan nhà bại sản đủ chuyện. Vậy mà ổng quy tam bảo, vừa quay đầu vậy mà con nợ này nó đi liền. Vậy mà nó đi rồi thì dính mắt nó lại khổ đau. Và cuối cùng thì nhân duyên mà xuống âm phủ gặp, kêu nó là con, nó con gì ông quên. Tôi thấy nợ, tôi đến tôi đòi nợ ông, tôi đến tôi đòi xong rồi tôi đi. Nhưng mà tôi đòi hơi quá đáng quá. Trong khi ông thiếu tôi có 100 triệu mà tôi đòi tới 120 triệu. Nên cuối cùng bây giờ tôi chịu khổ quá trời khổ. Thôi ông đi ra chỗ khác đi, con cái gì cũng hết. Lỡ cái thằng thứ ba cũng y rang vậy luôn. Thấy không? Lỡ cái thằng thứ tư, con ơi con hiền quá, con có đạo đức quá, vì sao con bỏ cha bỏ mẹ đi sớm dữ vậy con? Thằng thứ tư nói, con cái gì ông ơi, tôi là người lấy của ông, thiếu nợ của ông, nên tôi đến là để trả nợ cho ông. Tôi hiền hậu, tôi trả nợ xong rồi tôi đi. Bây giờ tiếp tục tôi phải đi đầu thai ông à. Thôi chào ông, tôi đi. Đến gặp bà vợ. Bà vợ ngày xưa cho gia ăn lờ cắt cổ, chơi hụi hàng tùm lum, ghi số đề. Nó rồi đi đầu này đầu nọ, lết đến nhà này nhà kia để mà mai mối tầm bậy. Hoặc là làm cái nghề rủ ren gái trẻ để đi làm việc tầm bậy để mà ăn cò. Bà vợ ông chữ giả làm nghề đó. Cuối cùng bà đi xuống dưới, bà ngồi bàn trong, bà khổ te tua. Ổng xuống, bà nói với ổng rằng, ông ơi, nghĩ chút tình cảm xưa, ông về tu phước tu duyên giúp tôi đi ông.
Ông nói ba tao tội gì, tao tội gì mà ba bây giờ đó lạc khổ như vậy với ba. Thì bà nói rằng tôi ngày xưa tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng bây giờ mình có tiền bạc, mình có danh thì mình hà hiếp người, mình đánh đập người làm công, mình keo kiệt với nó làm nhiều mà mình không trả tiền nhiều, mình trả tiền ít nó cũng làm, tôi hà hiếp nó. Rồi tôi dẫn con gái người ta đi làm chuyện tầm bậy, tôi lấy cò. Rồi là tôi quýnh bài tứ sắc, tôi làm nhiều điều tội lỗi, tôi quýnh người, tôi chửi người đủ thứ chuyện. Rồi tôi cho dai ăn lờ cắt cổ. Ông ơi, bây giờ tôi biết rồi, khi chết không có cầm cái theo được cái gì hết, mà đi xuống dưới đây ngồi bàn trong ông ơi, khổ lắm. Một chút quỷ sư nó dẫn tôi vô trong chảo dầu, nó liện tôi vô trong đó, khổ lắm ông ơi. Là ông về ông bán của cải đi lại chùa ông Pháp cũng dưỡng. Không, chùa đó chuyên tu niệm Phật ông ơi. Ở dưới đây quỷ sư nói rằng nếu chồng bà xuống bà kêu lại chùa đó cúng dường, chùa đó có tu hành, có niệm Phật, giúp nhiều người già niệm Phật, cúng dường cho nó đi để nó làm việc thiện, để hồi hướng cho tôi, để tôi ra khỏi địa ngục. Bây giờ ông xuống thiệt thì ra ở dưới đây quỷ sư cũng nhanh thiệt, biết ở trên đó có chùa hộ pháp vậy á. Thấy không? Ông nói là cười nhưng mà nói thật á, nghe cho vị biết nghe. À, người ta biết trên đây có ông thầy. Không phải là ổng là cái gì ghê gớm gì, nhưng mà ổng có tâm là ổng muốn giúp người ta. Ở dưới người ta cũng đang bàn tán dưới á. Bàn dưới á. Tết nhất ta cũng mở hội, người ta cũng đang điều tra ở trên đây có ngôi chùa nào mà tu mà giúp đỡ người hay không. Thì người ta kiểm tra rất là nhiều chùa, nhưng mà để mà nói là có một ngôi chùa mà nuôi người già nhiều mảnh đời khổ đến đây rồi nhắc nhở Phật pháp mỗi ngày thì thì có cái thằng đó, nó không, mà quỷ sứ ta nói rất là hay, ta nói vậy nè, cái thằng này hồi xưa nó ăn nhậu lắm á, hồi đó nó trên thành phố té xe mấy lần á mà không biết sao nó không chết. Thì ra là cái phước này sau này nó làm cái việc này. Tôi nhớ ngày xưa ngay cầu Bến Lức mà nó té một phát mà kéo nó đâu cái chục thước vậy đó, mà đứng lên nó không chạy cái quần nữa chứ. Tôi biết bây giờ thì ra cái thằng này sau này nó làm cái chuyện này, trời trời. Có lần mà ngay chỗ Bùng Binh mà quận 5 mà nó té một phát mà xe hàng chạy đến thắng cái quèo, chui ngang không chết. Thì ra sau này nó là người làm việc của chúng sanh. Thì ra là như vậy. Thấy chưa? Người ta nắm rõ danh sách hết, người ta biết sự việc sao hết chứ quý vị. Hiểu chưa? Ta ngồi ta bàn tán cho nó, bây giờ vậy đó. Rồi bắt đầu là ta nói với mấy cái người mà bị đọa lạc, cái quỷ sứ nó nói cho theo cái nghiệp mà chiêu cảm, chứ người ta không có ác, không có ác, vô diêm vương cũng thiện lắm. Nó bắt đầu là nêu lên cho tất cả những phán quan độ dưới đó, nói rõ ràng là nếu như mà về báo mộng được thì nói nó lỡ đâu đó vậy, tu phước tu duyên, chùa đó đang xen vậy đó, có thể làm được việc tốt lợi ích, cúng đi không chứ. Nói vui vui chơi cho 100% cho vị biết luôn, hiểu chưa? Nói là mì ăn liền, nó làm có liền. Nó đầu năm đầu tháng về mà nó đừng có bao giờ mà nói Phật xài tiền lẻ. Phật bây giờ cũng phải đi xa hơi chứ. Hiểu chưa? Vì sao? Vì tăng tiến. Cái vị biết rằng Phật pháp á, đi vượt qua thời đại. Chứ nếu mà Phật pháp đi thấp hơn thời đại, con người ta xem Phật pháp cũ đích. Nói Phật pháp có gì đâu đặc biệt, hiểu không? Nhưng mà quý vị biết Phật là cái chữ giác. Cái chữ giác của Phật là không bị mê hoặc điên đảo trong cái danh lợi thôi. Chỉ có như vậy thôi, chứ ngoài ra quý vị dùng cái gì được thì Phật dùng cái nấy được. Nhưng Phật không mê. Chúng ta là người học Phật phải hiểu được nguyên lý này. Thì Phật pháp nhất định là hiện đại hóa. Hiện đại hóa, hiểu chưa? Thì xã hội đang hiện đại thì Phật pháp hiện đại. Phật pháp phù hợp vào nhân sinh, bổn thổ hóa là lời giảng dạy phù hợp vào căn tính con người, đó gọi là hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Nghe dễ hiểu không? Vì thấy niệm Phật có biện tài không? Bước qua nói chuyện từng đoạn rõ cho vị nghe, đúng không? Nó rõ ràng luôn, nên từ nơi đó quý vị phải thấy rằng Phật pháp đặc biệt, nên tất cả nữ nam trẻ phải cần niệm Phật.
Vì thông minh mà, ai không cần thông minh. Và thành đạt mà, ai không cần thành đạt, niệm Phật đi. Niệm Phật rất là hay. Cái câu mà thiên ma kinh sợ này công nhận đặc biệt thiệt. Thấy không? Câu thứ tư, câu thứ ba, biến khắp mười phương. Xong rồi câu thứ tư, dứt khổ trong ba đường ác. Niệm Phật dứt khổ trong ba đường ác. Văn danh được phước. Một người này chưa cầu sanh cực lạc nghe, mà người này niệm danh hiệu Phật chỉ là văn danh thôi, cái miệng cứ niệm niệm niệm, không có cầu sanh cực lạc. Như vậy mà người này không đọa trong ba đường ác. Ghê chưa? Quý vị biết như Đức đã từng kể cho quý vị nghe câu chuyện không? Người niệm Phật này cắt cổ gà. Hai vợ chồng cắt cổ gà, niệm Phật khi chết đi đọa xuống luôn. Liễn Ngưu Chảo Dầu thì giống như là ra biển tắm chơi. Công nhận kinh khủng như vậy nè. À, đó quý vị coi đặc biệt chưa? Còn ôm cột đồng thì giống như leo cây của cột cây chùa mình vậy nè, không có khổ gì hết trơn. Đặc biệt chưa quý vị? Niệm Phật mà cái công đức niệm Phật mà văn danh thôi đó nghe, mà lúc đó cắt cổ gà đó vậy mà đọ, không có khổ như bình thường. Cái phước không có khổ nó, nên gọi là dứt khổ trong ba đường ác cho mình và cho người thân của mình. Trời ơi, cái công đức niệm Phật này nghe, dưới số lượng này mà đầu năm nghe, phải một chút phải niệm niệm lớn lên chút, mà niệm lớn cho mà thấy niệm chốc vô hủ luôn. Chốc ghệ nghiệp duyên tam đồ ác đạo luôn, phải không? Nên mà tam đồ ác đạo là tham sân si, nên câu Phật hiệu này niệm chốc tham sân si thì không đọa tam đồ ác đạo, nhớ đó. Câu số 5, âm thanh bên ngoài không lọt vào tai. Miệng niệm mà tai nghe âm thanh bên ngoài á, ví dụ như quý vị nghe được cái tiếng kẽn sẻn sẻn sẻn, chập trình chập trình chập trình, khi nhà của mình mà mình dụng công phu, bên kia nó bắt nhạc rap ầm ầm đúng không? Nhưng mà khi bị niệm Phật mới bị nghe rõ ràng, thì tiếng nhạc rap nó nằm ở ngoài lỗ tai quý vị. Âm thanh của nhĩ căn là nghe, nhưng nó nằm ở ngoài lỗ tai. Còn nếu như quý vị mà niệm mà quý vị không dùng lỗ tai nghe, thì tức khắc âm thanh nó lọt vào tâm, nên quý vị sân si, quý vị qua kêu tắt là sân si. Sân si là lọt vào tâm rồi. Còn nếu chéo 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 bên ngoài thì kệ nó, mình cứ niệm Phật. Vậy thì âm thanh này nó ở bên ngoài tai, chứ nó không phải lọt vào nhĩ căn. Hiểu chưa? Nó không có đi vào tâm sao lọt vào nhĩ căn. Hiểu được nguyên lý này thì quý vị sẽ biết à. Nên khi cái người niệm Phật mà đã hiểu mình đang niệm Phật, thì mình đang niệm Phật ở đây, bên kia âm mình niệm Phật bình thường. Còn nếu như mình âm là bị kéo rồi. Âm bị kéo. Hoặc ai đi ngang cái nhìn cái bị kéo rồi. Nhưng mà bị kéo qua không sao, quay lại liền. Quay lại liền thì cơ hội được rồi. Chứ làm gì mà mình không bị kéo. Bị kéo rồi quay lại. Đúng là câu Phật hiệu này số 1. Quá đặc biệt, thấy không? Câu số 6, tâm chẳng tán loạn. Quý vị thấy không? Cả ngày như biết làm việc bao nhiêu chuyện mà lên nó giảng ầm ầm là ngay chỗ gì? Niệm Phật. Nếu tán loạn thì tất cả những gì nói cho quý vị nghe đều tán loạn hết. Bị nghe được không? Nặng nề ngủ gục. Còn đây nghe con mắt sáng quắc. Thấy chưa? Nói rồi, ta đứng lên mà ta nói mấy câu thôi là người ta đã không nói được rồi. Người ta đã sợ rồi, sợ mình nói không được. Tại vì sao? Vì mình không tin tưởng mình nói được. Nên người niệm Phật phải tin mình nói được. Luôn luôn tin mình nói được trước công chúng. Mình cứ nói đi, những gì mình nói là chân thật. Đừng có sợ người ta cười chê gì hết. Cứ nói thật đi, là tự nhiên sẽ nói được rất là hay. Đó là phải có sự tự tin như vậy. Số 7, tinh tấn dũng mãnh. Đó, người niệm Phật, người nghe danh hiệu Phật sẽ không giải đãi. Nên khi quý vị mà giải đãi làm biến là vì bỏ câu Phật hiệu. Bỏ câu Phật hiệu, người niệm Phật là một người muốn sanh về cực lạc. Mà người đã muốn sanh về cực lạc làm sao giải đãi? Người bỏ câu Phật hiệu là người gì? Không muốn sanh cực lạc. Đã không muốn sanh cực lạc thì giải đãi. Đó. Nên người mà được nghe Pháp mỗi ngày, những Đức nói vị nghe nghe, cái bài mà một câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc đó, hai bài này là hai bài cô động, cực kỳ cô động. Còn cái bài mà chủ nhật này nè nghe là cái bài phương tiện thôi. Nhưng mà do đa dạng phương tiện, con người ngày chủ nhật ta thích đến, nên người ta nghe vui nên mình đưa phương tiện ra thôi. Còn muốn tu tịnh độ mà đi sâu là hai cái bài, một câu ai Đà Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá cô động. Muốn tu tịnh độ mà không bỏ cuộc thì đừng bỏ hai bài đó. Phải chuyên nhất cố gắng nghe hai bài đó. Mà bây giờ trực tiếp
sáng là 5:15. Như vậy thì 5:15 là nhắc để thức dậy của mình, buổi sáng mai thức dậy đã được nhắc nhở rồi, thì từ giờ đó nó đi đến là 2:00 chiều, đúng không? Là từ 2:00 chiều thì mình làm được cho tới giờ đi ngủ. Ồ, ngon, cân bằng luôn, đúng không? Đó, phân biệt ra. Nó sáng nghe cái tinh tấn được tới 2 giờ, 2 giờ nghe tinh tấn được tới ngủ. Đó là hai thờ đó, đó là trực tiếp quý vị nghe được. Còn nếu làm phim thì nó theo cái thời gian thôi. Làm phim thì theo thời gian. Mà có cái bài giảng làm phim đưa lên giờ giấc từ xưa tới giờ luôn, cố định. Nên chúng ta muốn tu tịnh độ chuyên nhất mà không bỏ cuộc, niệm Phật được lợi ích, thì hai bài đó phải được nhắc nhở hoài. Nên những đức nói quý vị, những đức giảng ngày Chủ nhật này có khi một ngày nào những đức không giảng được. Có khi chúng ta không về đây được, có khi những đức cũng không có chùa này luôn. Nhưng mà hai bài giảng kia là nếu như những đức mà không giảng nữa thì những đức nghỉ tu tịnh độ. Còn nếu như những đức gặp cái gì, tai nạn gì, nhưng những đức vẫn còn giảng hai bài giảng đó, là quý vị nói ô thầy vẫn còn tu. Đúng không? Vậy là được rồi. Chúng ta đến với nhau chỉ phiền nhau tu thôi, chứ không nhất thiết phải gặp mặt nhau làm gì. Những đức ở đâu cũng được, chỉ cần những đức còn giảng pháp là quý vị còn thấy được rồi. Hiểu chưa? Đó là điều quý rồi. Cuộc đời này mà duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Có gì đâu mà lưu ly. Hiểu không? Vì một ngày nào cũng chết queo rồi, thương yêu xa lìa khổ. Hiểu chưa? Đừng nên nhìn mặt nhau để khổ làm gì. Chúng ta nên hướng về Tây Phương Cực Lạc mà đi. Đó. Cả người thân mình cũng vậy. Như cái câu chuyện mà bây hổm như Đức kể mà, hai vợ chồng, trời ơi 70 mấy tuổi, cái mùa dịch, ông chồng ổng chết. Ê, bà vợ chết, ông chồng ổng, ổng ôm bà vợ, mà đứa con chắc không biết tu, quay phim luôn mà nằm chết rõ ràng vậy. Ổng ôm bà mà bà chết, cái xác chết đó nghe. Ông lợ ông nói, bà ơi bà, sao bà bỏ tôi vậy bà? Bà ơi bà. Ông lợ ông hung chán, hung mặt, hung miệng, hung môi bà. Hung bà, ông nâng niu bà. Bà đừng bỏ tôi nghe. Vợ chồng bữa nào ngủ cũng ôm nhau ngủ. Bây giờ bà đi rồi, tôi biết ơn ai đây? Những đức nói ông ôm gối. Ông ôm gối, ông niệm Phật đi cho bà được giải thoát. Hiểu chưa? Nó bắt đầu nghe, ông kể lễ, ông nói, bà ơi bà, rồi khi chôn bà xong, mỗi ngày tôi ăn cơm, tôi ăn với ai đây? Một mình tôi cô đơn lắm, bà ơi bà. Rồi tôi mỗi ngày tôi thắp nhang cho bà, bữa cơm cho bà, gấp đồ ăn cho bà. Bà có ăn được hay không bà? Ông kể lễ thê thảm, đúng là Phật nói nghe. Ái biệt ly khổ. Thấy chưa? Ái biệt ly khổ. Quý vị giờ nghe như Đức mỗi tuần Chủ nhật gì, nó âm sâu vào tâm khảm mình. Quý vị cũng quý mến rồi. Rồi một ngày nào tự nhiên Đức biến mất, không xuất hiện nữa, quý vị cảm thấy nó bị hụt hẳn trong tâm, không đơn giản đó nghe quý vị. Bị đó. Chứ không phải đơn giản mình theo một người, mình nghe một người đó, người đó chỉ cần bị một cái gì một phát một cái là mình có khi bị hụt hẳn luôn, như trên núi rớt xuống luôn, không có giỡn đâu. Nên chúng ta tính trước đi. Tính trước cái chuyện chia tay nhau từ đây. Hiểu chưa? Nên hướng về Tây Phương Cực Lạc nghe. Cái này mới là cái quan trọng đó. Nó không có cái gì ở cõi này mà tồn tại đâu. Cười cười vậy đó, nhưng mai mốt không cười nữa. Hiểu không? Cái gì cực lạc mới cười tồn tại mãi mãi nghe quý vị. Ở cõi này thành trụ hoại không, cảnh giới thì con người thì sanh già bệnh chết. Nó từ nơi đó mà cái gì ở trong cái cuộc đời này muốn tồn tại lâu dài là chúng ta phải chăng thật nghe lời nhau mà tu, thì cảnh giới này nó mới lâu dài. Bây giờ nó ầm ầm rồi đó, ào ào rồi đó nghe. Nó đang đi cao lên rồi, nó phải hạ đó. Nên chúng ta phải tu phước tu duyên để làm cái nền nó đẩy lên lại. Nó đẩy lên chung chung, nó giữ lại để cho quý vị được hưởng lâu dài. Chứ nếu như mà nó vui chơi không mà nó không tu là kẹt á. Nội mà trong mùa Tết này mà sinh hoạt thôi quý vị thấy ầm ầm chưa? Chưa nổi lắm á. Nổi quá đó, có ngày nó chìm xuống, nó chìm dẫn chơi. Vì thấy ông ca sĩ mà nổi quá là nó từ từ tự nó chìm. Mà thường nguyên lý của người ta khi nổi quá là người ta ưa mất đi cái tâm niệm thiện. Nổi quá quên thiện thì ác, cái keo
bao giây đến. Nên chúng ta bây giờ dịp Tết là vì người ta mà vui vậy đúng không? Thì bữa nay phải phục vụ người ta để cho người ta tu nè. Còn mùng 6 phải tu chùa mới. Mới qua chùa mới tu nghe chưa? Mới qua. Được chưa? Chùa mới tu thịnh vượng, ngôi chùa mới lên, hộ trì ngôi chùa mới phát triển. Nó mình hộ trì ngôi chùa mới. Một ngôi chùa tu tịnh độ mà xuất hiện là nhân sinh có phước, đại phước báo. Địa phương này mà có 3-4 điểm đạo tràng tu tịnh độ này, quý vị là cao thủ phước báo. Không giỡn đâu nghe. Nội mà trong dịp Tết thì thôi mà 20 bà già xin ở luôn rồi đó. Tết năm nay chưa thấy gì mà thấy có 20 bà già. Không thấy đứa gái trẻ đâu xin. Tới 20 bà già. Tới vô mánh. Ôi trời. Không ai giành giật với tôi. Đố thấy ai mà giành giật với bà già với tôi luôn. Tôi thấy không? Vậy mà con gái trẻ rồi có khi người ta còn nói này nói kia, người ta giành giật nha. Còn mà già không thấy ai đi lợi giật với mình. Số tôi, bạn tôi là người mù rất là nhiều. Què rất là nhiều. Già rất là nhiều. Đúng không? Nên các cô trẻ, rồi các thầy, các chú, mình sống với nhau mình phải chung thủy nghe chưa mấy cô. Thấy chưa? Đừng dạy đàng hoàng là phải chung thủy với nhau nghe không? Chứ đừng có dễ ủ hoàng với nhau. Hiểu chưa? Ồ, cái diễn đạt này đúng là nó tự nhiên gì đâu. Thế vì mà tự nhiên này từ đâu? Từ chữ giác của Phật mà tự nhiên. Nếu như quý vị học ngành nghề nào, hoặc là quý vị đi hướng dẫn viên du lịch, ra nghề đúng không? Mà ăn khách là cái gì? Tự tại, tự nhiên. Trời ơi, dẫn dắt một phái đoàn đi, đi du lịch mà mình giảng cho người ta nghe mà nó thu hút. Rồi từ cái vui kể chuyện đặc sắc, rồi mình diễn đạt về một phong cảnh đó. Phong cảnh là bình thường nhưng sự diễn đạt của mình tuyệt vời lắm, đúng không? Nói chuyện lại vui, tùy mỏ nhọn gì vẫn có duyên. Đó, sự diễn đạt. Nên tất cả môn học gì cũng không bằng niệm Phật. Niệm Phật đi sẽ đạt. Số 7 tinh tấn dũng mãnh. Số 8 chư Phật quan hỷ. Thôi, bởi vì thấy chưa, cái người niệm Phật mà ngồi đây, tại sao? Tại sao mỗi tuần chủ nhật mà chúng ta phải về đây? Vì sao? Vì chư Phật quan hỷ. Ai cũng an lạc, vì thấy cười chưa? Phật không quan hỷ mà vì cười gì hả? Bây giờ những đức nói bị nghe mà không quan hỷ đi, mà ngồi tại chỗ vẫn được quan hỷ nha. Nhưng mà đã không vừa lòng là đi liền, vì không cùng tần số. Hiểu chưa? Nên mình không có trách ai chứ, vì không đủ duyên là đi liền, không cùng tần số. Còn những người ngồi đây là những người gì? Đủ duyên. Đủ duyên. Đủ duyên được hưởng chư Phật quan hỷ. Mà chư Phật quan hỷ là cái gì đến với chúng ta? Cái gì? Thì Phật phóng quang liền. Chưa? Quý vị đọc trong kinh đi. Phật mỗi lần quan hỷ là Phật phóng quang à. Không nói dòng do chứ. Mà người niệm Phật á, là chư Phật quan hỷ. Như vậy thì người nghe tịnh độ như vậy là đang được chư Phật phóng quang. Mà quý vị được tắm mình trong quang minh. Ủa, cái cảm giác này sao tuyệt quá, tôi đang được tắm nè. Quá mát rồi, mát quá. Nó, nên chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, cũ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chưa siêu, đi đang đi theo về đây đúng không? Đang ngồi ngoài nghe pháp đúng không? Được quang minh bao trùm. Mát mẻ liền thấy không? Rồi một chút ra này cũng đi thực nè. Biến, biến. Đó. Biến thiểu thành đa, biến 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 đồ ăn ra ha. Cái tâm lực này mà chút lễ Phật thêm nữa ha, chút ra cúng nè coi. Phải chuẩn bị âm thanh nghe chứ, chúng ra mà ét là tôi mất tần số giao cảm là chết. Vì biết bây họ mà cúng như thật mà âm thanh chéo chéo đó, tự nhiên cái tâm mình mất tần số ấy, mất tần số với Phật A Di Đà. Trời trời, cúng xong về đói muốn chết luôn. Không phải giỡn nghe. Cúng mà không ăn được là mình đói. Còn thường là chủ nhật những đứa cúng xong khỏi cần ăn cơm cũng no, bụng trình binh. Hay lắm á, không phải giỡn đâu. Trời ơi, cái cảm giác mà được tắm mình trong quang minh này, ai mà đi ra khỏi chỗ này
Không ai ra khỏi chỗ này hết. Không, quý vị thấy không, thấy đau chân luôn nghe không? Không đau chân. Vèo 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 Quang Minh đó nghe. Vèo. Tự nhiên chân cẳng. Ôi ôi chân tôi tại sao không còn cảm giác nữa. Vì tê quá hết cảm giác. Con nghe thầy nói vui còn cố gắng. Chứ đã giờ con định đi vệ sinh đó thầy, mà giờ thôi thôi nghỉ đi luôn. Con mà đi bậy bạ thầy nói con không hưởng được Quang Minh, con không chịu đâu. Ê không. Nên từ nơi đó vị thấy đúng là Quang Minh phổ chiếu bao trùm chúng ta. Nên tâm trạng an lạc, vui vẻ, hoan hỷ. Hãy cười lên. Vị nhớ nè, cười là phải hả miệng ra. Hiểu chưa? Nhưng Đức nói cho quý vị nghe nghe. Quý vị mà bây giờ khắp nên nơ Phật tử nghe, chỉ cần coi công đoạn này quý vị muốn cười không? Muốn cười là ở đây. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe, nếu quý vị chưa đủ năng lượng của cái cười, chưa đủ năng lượng của cái cười á nghe, khi vị mà thấy người ta cười quý vị sẽ không cười được luôn. Tin không? 100% vị sẽ không cười được luôn. Vì quý vị không có tần số cười. Còn khi quý vị có đủ năng lượng của tần số cười, quý vị vừa nghe một cái gì kích thích nhẹ thôi là cười liền. Nên con người mà khi nó vui là gương mặt cứ nó ngộ gì mà khi cười nó dính lại luôn. Khi cười xong nghỉ cười rồi mà nó vẫn còn cái miệng. Còn cái người mà cái năng lượng cười nó quá ít, giỏi lắm nó mắc cười nó cười một cái giống như xã giao. Quý vị hãy để ý chỗ này đi rồi quý vị sẽ thấy liền. Đó, Phật quang phổ chiếu nghe. Số 9, tam muội hiện tiền. Rồi cái chữ tam muội này quý vị phải hiểu, tam muội là chánh định. Chánh định là người niệm Phật, là người thường tâm chân chánh. Bây giờ quý vị thường nói niệm Phật tam muội là thù thắng nhất. Tất cả các ngôn tam muội, từ tụng kinh phâm tam muội, quan nghiêm tam muội hay trì chú tam muội, thì chỉ có niệm Phật tam muội là dễ vào nhất. Vì đi đứng nằm ngồi là nhắc nhở chúng ta khai chuyển được tánh giác nhanh nhất. Nên từ nơi cái chữ tam muội là chánh định. Chúng ta là người niệm Phật là định tâm trong mỗi lúc mỗi nơi, gặp tất cả những hoàn cảnh hơn thua đấu đá, mình không bao giờ bị vướng vào, gọi là chánh định. Nhớ chữ tam muội là chánh định. Nên mỗi một con người chúng ta niệm Phật là thường nghĩ tâm chân chánh. Mà nghĩ tâm chân chánh thì chúng ta khai chuyển được chánh khí chờ đặt. Tại vì tâm chân chánh nên khai chuyển được chánh khí chờ đặt. Mà chánh khí chờ đặt khi khai chuyển mạnh lên thì tà khí sẽ tự biến mất. Nếu như tà khí mà biến mất thì bệnh hoạn, cảnh giới khổ đau sẽ tự biến mất. Còn chúng ta nếu như mà mỗi ngày mình niệm Phật thì tức khắc tà khí sẽ biến liền. Quý vị phải nhớ rằng, nên muốn giúp cho chúng sanh giải nạn thì mỗi người phải nghe Phật Pháp và tin sâu nhân quả, hiếu thảo cha mẹ và thương yêu mọi người, quý trọng lời dạy của người thầy, cung kính tôn trọng lắng nghe, và tức khắc con người biết thương con người, từ nơi đó tà khí tự nhiên biến mất. Nhớ đó. Câu số 10 là vãng sanh tịnh độ. Đây là cái kết luận của cuộc đời người ta tuyệt vời vô cùng. Không có hạnh phúc nào bằng tương lai. Phật A Di Đà cầm đài sen xuống. Chưa? Ôi ôi cái hạnh phúc này quý vị nghĩ đi. Quý vị coi nè, từ cõi trời cho tất cả cảnh giới luôn của chư Phật luôn. Khi một người mà chuẩn bị về thế giới cực lạc, Phật A Di Đà cùng với hàng thánh chúng heo xuống để mà tiếp dẫn hai bên, Quan Âm Thế Chí, hàng thánh chúng phía sau, tất cả những người hữu duyên từ tất cả cảnh giới của chư Phật tự nhiên mở ra liền. Lúc quý vị sắp sửa giảng sanh là quý vị sẽ câu thông với tất cả cảnh giới của 10 phương khắp pháp giới luôn, nhìn thấy rõ ràng cảnh giới của chư Phật. Vì sao? Vì nương vào quang minh Phật A Di Đà mà ta có thể thấy được thế giới chư Phật, đúng không? Trời ơi, cái lúc đó quý vị biết rằng là chúng ta đang nằm ở trên giường bệnh nhưng không có phải là giường bệnh. Chúng ta đang ở cõi ta bà nhưng không phải cõi ta bà. Mặt đất của cõi ta bà biến thành vàng ròng. Vì sao? Vì quang minh Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đến nơi nào? Nơi đó là cảnh giới hoàn toàn quang minh. Tuyệt vời chưa? Là tất cả quán thân trái chủ của chúng ta đều được siêu thoát hết. Không còn một sự trở ngại gì cả.
khi quang minh phổ chiếu bao trùm chúng ta, quang minh nhiếp thọ chúng ta. Quý vị biết rằng cái lúc mà một con người mà bệnh đau mà tỉnh táo mà niệm được câu Phật hiệu không phải là năng lực của một con người, không phải năng lực của con người, mà là do bổn nguyện tiếp dẫn, bổn nguyện gia trì. Mà muốn bổn nguyện gia trì thì mỗi một người chúng ta thường phải niệm Phật. Thường niệm Phật là thường cảm với bổn nguyện Phật. Thì cuối cuộc đời mình Phật lực gia trì nên con người cuối đời tỉnh táo, không sợ chết. Người mà không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ trời sập là do gì? Biết nương một bổn nguyện nên không sợ gì hết. Vì tin vào cảnh giới thành trụ hay không, nên biết được cái sự không tồn tại của cái mà mình đang có và đang ở. Hiểu được nguyên lý này thì chọn Tây Phương Cực Lạc mà về. Đã muốn về Cực Lạc như vậy thì cuối cuộc đời chắc chắn Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. Quý vị phải biết rằng đối với mỗi một người chúng ta, về cái lễ phép làm người nó rất là quan trọng. Cũng như người xưa nói một câu rằng dù mình có giàu sang phú quý cỡ nào thì mình cũng không nên quên thở cơ hàn. Vì thở cơ hàn nó đậm đà bao nhiêu tình người, tình cảm lúc mình khó khăn, mà có những con người để giúp đỡ mình. Nên khi mình có giàu sang, có danh tiếng đi chăng nữa cũng phải nhớ thở cơ hàn. Mình nhớ ơn người ta giúp đỡ mình để mình làm việc gì đó trong cuộc đời này, để đáp lại cái tấm lòng người ta giúp đỡ mình. Giống như những đức được những người thầy giúp đỡ, chỉ cho một cách tu, thì mình mới có cơ hội được như ngày hôm nay. Thì cái tâm báo ơn bằng cách là bây giờ mình phải đi theo bước chân những vị thầy vì chúng sanh đó, để mình làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Thì đây gọi là báo ơn chân thật. Giống như lời Phật dạy là y giáo tu hành cúng dường cho các quý thầy để giúp đỡ mình. Rồi giờ hàng Phật tử người ta ủng hộ mình, hộ trì giúp đỡ, để mình mới làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời gì. Thì mình cảm ơn họ bằng cách là mình phải cố gắng tu hành, đem những sự lợi ích lợi lạc cho chúng sinh. Và mỗi ngày chúng ta nhắc nhau tu, đó là tâm báo ơn. Nên cái lễ phép của mỗi một con người nó quan trọng dữ lắm. Vì cái duyên từ ban đầu, khi mà chúng ta sống với nhau mà nó có lễ phép giúp đỡ nhau thì tức khắc nó hay dữ lắm mấy vị, rất là hay. Giống như đức từ bên kia qua, có đứa bé nhỏ xíu à, nhỏ lắm luôn á, đứng, những đức vừa bước xuống cầu thang thôi, nó kêu thầy đức cô, thầy đức cô, nó kêu mà thấy tội nghiệp ghê. Mình nhìn giáo giác mình coi coi đâu mà nó kêu mà mình không thấy, nó núp trong cái con ông giấy nhỏ xíu nữa, núp trong đó kêu thầy đức cô. Vì coi ha, nó từ một cái lễ độ như vậy thôi đã có cái cảm tình. Có cảm tình là tự nhiên người ta vừa thấy như vậy là thấy thương rồi, thấy không? Nên con cháu mình dạy cho cái việc là lời chào cao mâm cổ. Cái lời chào hỏi nó đặc biệt lắm. Các vị biết rằng chùa mình rất nhiều cháu nhỏ được dạy, khi gặp cái là phanh tay, dạ con chào thầy. Vừa nhìn một phát thôi là thấy trong lòng mình khen, đứa bé này là đứa bé đặc biệt, về sau là chắc chắn thành tựu. Cái người ta có phúc đức, người ta chỉ cần khen mình cái thôi, phúc đức mình tăng lên liền, không phải giỡn đâu nghe. Cái người ta thiếu phúc đức thì người ta khen mình nó không có đạt gì mấy. Nhưng mà người có phúc đức ta khen mình một phát một cái là phúc đức mình tăng lên. Mà người ta quay ngược lại ta chê mình một phát là mình hạ xuống luôn. Từ nơi đó mà cái lời chào hỏi nó rất quan trọng đối với cái việc giữa con người đến với con người. Nên người xưa người ta nói rằng lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói để vừa lòng nhau, là cái lời chào hỏi đó quý vị, nó không có tốn tiền, nhưng mà một lời chào hỏi đó một cái là thấy ấn tượng đẹp liền trong cuộc đời của người chúng ta.
Nên con cháu mình dạy là gặp người chào hỏi là việc cực kỳ quan trọng của cái việc đầu năm mới chúng ta học tập về Phật Pháp, về tịnh độ. Nhưng chúng ta xen vào cái nhân cách làm người nó quan trọng. Thì quý vị phải biết rằng người ta về đông đúc như vậy thì chắc chắn rằng cái người ở đây, từ trên là hòa thượng dạy đệ tử, từ những đức hướng dẫn đạo tràng, họ phải như thế nào quý vị mới đi về đây? Chứ nếu như mà họ đi, quý vị đi về đây mà họ đối xử quý vị tệ bạc, những đức thì không coi quý vị ra gì, hoặc là không ngó ngàng gì đến, xem thường người ta, ai đi đến đây? Nên á, giữa con người đến với con người, cái việc lễ độ là quan trọng. Có khi chưa có phải là tiền bạc gì cho nhau hết, nhưng mà qua cái lễ độ của một con người, nó đã thấm sâu vào tâm khảm của mình với những cái nhân cách, tình cảm, thương yêu. Tự nhiên mình khuyên người ta nghe, qua một cái sự nhiệt tình, thương yêu giúp đỡ, mình nói người ta nghe. Còn nếu như mà mình không có cái lễ độ thương yêu người ta, giúp đỡ nhiệt tình, mà toàn là mình nghĩ về vật chất, thì chắc chắn người ta đến lần hai lần người ta không đến nữa đâu. Quý vị thấy chùa của mình á, từ ban đầu những đức mà cộng tu, khóa tu chủ nhật, thì lúc đó chỉ có chúng chùa mình, còn người đi đến cộng tu chỉ được có 3-4 người. Lần đầu tiên những đức tổ chức chỉ có 3-4 người đến cộng tu thôi. Như vậy mà ngày hôm nay, với cái số lượng chùa mình mà người ta đến cộng tu ngày chủ nhật thì một con số rất là đông, mà những đức nó bảo đảm 100% là rất nhiều nơi đã không có cái số lượng người này của mỗi tuần chủ nhật cộng tu. Rất hiếm có đó quý vị. Từ một con người bình thường giản dị, không có học vị gì, chỉ có cái điều là chân thật đến với người ta bằng một lời nói chân thật, nhiệt tình, thương yêu và giúp đỡ, nó đã cảm hóa được bao nhiêu con người khi đi về đây tu học, mà người ta cảm thấy an tâm vui và cảm thấy cảm động khi nhìn thấy nơi đây. Dù là chùa cao Phật lớn nhưng đã chất chứa bao nhiêu con người khổ đau, có những hoàn cảnh này nọ mà được vô đây ở. Nên từ cái tình cảm đó mà ta nhìn nhận được cái mái ngôi chùa mà che chở hồn dân tộc, người ta thích đến đây. Nên quý vị biết rằng là những đức thấy Tết nhất mà chùa mình người ta đến, người ta tu mà người ta nằm chật chội, quý vị thấy rõ ràng luôn đó. Nằm rất là chật, dù chùa mình có xây thêm bao nhiêu dãy nhà cũng vẫn chật. Quý vị coi cái nhà ăn thiệt là to, nhưng mà buổi tối 30 những đức đứng sắp xếp, chính những đức đứng sắp xếp nè. Những đức nhìn, những đức nói lắc đầu, chịu thua. Vì cái lượng người mà đi vào thì không thể nào mà mình thoát đường nào được hết. Không có thoát ra được quý vị. Tại vì nhà ăn mình nó nằm cái khuôn viên tương đối bự, nhưng mà nó lại kín xung quanh, từ nơi đó không có lối thoát ra được. Nó thì cái lượng người mà trong nhà ăn mà đông, vô cùng đông, mà tiếp tục người ta cứ đi vô ào 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 vô như thế, nó không vô đây không biết làm sao mà ra. Chặt quá. Thấy không? Quý vị biết người ta chen chúc người ta ở. Rồi á, chỗ ngủ thì quý vị thấy cũng rộng, nhưng mà lại nằm đầy hết chứ. Cả cái chánh điện cũ cũng phải nằm. Rồi á, chánh điện trên thì cũng phải nằm, vì không có chỗ cho người ta nằm. Không lẽ trong Phật Pháp là từ bi mà, không lẽ mình nói về nằm trước ngôi Tam Bảo có tội, rồi mình cho người ta ra ngoài sân nằm, người ta chết queo, cái đó còn tội ác đạn hơn. Nên trong đạo Phật nó có khai duyên, chứ không có chết cứng được. Thí dụ như bây giờ á, đồ ăn mình nấu cho quý thầy ăn, mà quý thầy chưa có ăn mà tự nhiên có người đến đó đi xin ăn mà người ta đói, người ta gần chết. Mình nói không, đồ ăn này của quý thầy chưa có ăn là không có được ăn. Chừng nào mà qua 11, 12 giờ thì quý thầy ăn rồi mới được ăn. Thì cái người kia nói chắc tôi còn 10 phút nữa tôi chết quá. Ừ chết thì chết, nhưng mà tới nào quý thầy ăn rồi mới được ăn chứ ăn trước tội dữ lắm. Quý vị nghĩ đi, cái việc tội đó thôi mà vì để cho người ta chết, thì vì để lên cái bàn căng căng cái bên nào nặng bên nào nhẹ. Có người học Phật của chúng ta phải nhìn vào trọng tâm, nhìn vào cái sự việc của nó xác thực để mà mình áp dụng Phật Pháp. Như vậy thì tình lý nó viên dung, chứ không có chết cứng được. Tại sao có những người học Phật, có những người học nhà nho mà trở thành những con người cực kỳ khó tính, đọc sách thánh hiền mà trở thành người khó tính?
Vì họ cứ đem cái lý luận ở trong đó ra, mà họ không biết rằng người xưa là người ta thật chất, người ta áp dụng trong cuộc sống. Mà họ chỉ đem cái lý luận và viết ở trong đó rồi họ áp dụng chính ở trong đó, mà họ không chịu quyển chuyển. Nên họ trở thành một con người cực kỳ khó khăn. Quý vị thấy lúc chúng ta còn nhỏ, nhìn thấy một số người học nhà nho mình sợ lắm. Tại vì sao? Họ rất là nghiêm khắc. Quý vị nhớ, học đạo mà trở thành người như vậy thì không phải là người thật sự hiểu biết gì đạo đó quý vị. Người càng học sâu hiểu rộng thì phải càng gần gũi đơn giản với nhân sinh. Khi người ta gần gũi mình á, thì mình mới nói vài câu trọng tâm là người ta đã hiểu được đạo. Còn nếu người ta không chịu gần gũi mình, quý vị lấy cái gì để quý vị dạy người ta tu, dạy người ta học? Nên người ta theo mình nhiều là mình gần gũi, vì người ta thấy mình quá gần gũi đơn giản như người ta thì người ta mới đến gần mình. Giống như bây giờ cá mập muốn bắt cá mập thì phải là giống cá mập thì nó mới đeo theo mình mới bắt nó được. Hiểu chưa? Nên mình muốn dẫn dắt người ta tu đạo thì mình phải nhập cảnh nhập duyên, thì con người ta đến gần mình mới nhắc nhở được. Còn nếu như mình ra một cái hình thức mà thấy mình cao siêu quyền bí gì quá, người ta cảm thấy người ta sợ hãi mình, thì mình không có cơ hội để dạy người ta đâu quý vị. Đó là cái điều mà Nhân Đức khi học Phật Pháp, Nhân Đức thấy rằng càng học phải trở thành con người cực kỳ dễ tính. Tốt, tốt. Vậy thì người ta đến nó rất là vui, rất là hoan hỷ. Nên Nhân Đức nói rằng lời chào hỏi phải dạy con cháu. Từ khi còn nhỏ cái chuyện lễ phép chào hỏi là việc cực kỳ quan trọng, để mà nhập cảnh nhập duyên và sống với con người mà được thương yêu và giúp đỡ. Đứa con nít mà gặp Nhân Đức nó kêu vậy thôi, mà Nhân Đức quay qua phải nhìn cái mặt đứa bé này sao. Tại vì sao? Nó kêu mình tha thiết, mình phải quay lại mình coi coi nó làm sao để đáp lại. Cái tâm nó kêu mình nói à, con, chào con. Nó vui vậy thấy không? Còn nếu như nó kêu mình mà mình đi thẳng luôn, vì cái oai nghi mà mình đi thẳng luôn. Ví dụ như giờ oai nghi là phải đi thẳng, nhìn thẳng, nghiêm túc đi. Nó đi ngang nó kêu thầy Đức, thầy Đức, mình đi luôn. Vậy từ bi ở đâu? Cái oai nghi á, là cái hành động. Mà người ta kêu mình mà mình không quay lại đi chào lại thì thiếu lễ phép. Mà đã thiếu lễ phép rồi thì quý vị có cái oai nghi để làm gì? Quý vị phải biết rằng cái đó là chỉ là cái khung hàng rào thôi. Còn có người học đạo là phải nhập cảnh nhập duyên thì nó mới là phù hợp, chứ không phải là cứng ngắc đâu quý vị à. Đó, nên nghe gì rồi quý vị thấy, đặc biệt là nó đi vào lòng người, nhận thức đơn giản, dễ làm. Một đứa bé nhỏ nó kêu mình phải quay đầu lại, một đứa bé nhỏ nó chào mình phải chào lại. Nó niệm với mình một câu A với Đà Phật, mình là một ông thầy tu, mà mình không niệm lại một câu A với Đà Phật, vậy thì mình thua đứa bé nhỏ. Nên mình nghe đi, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình tu lâu gì mà mình không chịu nghe cái này. Thật sự Nhân Đức thấy có những người tu rất là lâu, nhưng mà một đứa con nít nó chào mình đi ngoảnh mặt quay lưng mình đi. Cái điều đó là một cái điều thiếu sót cực kỳ, mà cho rằng là việc nhỏ không cần thiết. Quý vị nhớ, người xưa thường là những việc nhỏ mà người ta vẫn tỉ mỉ. Việc nhỏ là một cái nền móng để lót chúng ta bước lên việc thành công của cái lớn. Đừng bao giờ xem thường cái nhỏ nghe quý vị. Nên người xưa nói rằng đừng bao giờ xem thường một giọt nước nhỏ nhiễu. Nếu không chịu điều chỉnh lại thì từng giọt nước nhỏ đó mà có thể phá cả một hồ nước của mình không còn miếng nước. Đừng bao giờ xem thường một nhóm lửa nhỏ, vì một nhóm lửa nhỏ có khi cả thiêu rụi cả khu rừng. Đừng bao giờ xem thường một con rắn nhỏ. Thường là rắn nhỏ trong đàn rắn lại là rắn độc nhất trong đàn rắn. Ít ai để ý được rắn chúa lại là rắn nhỏ. Bắt những rắn to, nhưng tối lại thì rắn con nhỏ nhất lại bò lại nhà cắn cả gia đình mình chết. Rắn con lại là rắn chúa. Đừng xem thường một chú tiểu nhỏ, vì chú tiểu nhỏ này mình không biết được cái căn tính chú tiểu nhỏ như thế nào, vì tương lai chú sẽ là một vị cao tăng rồi sao. Đừng xem thường một thái tử nhỏ, vì tương lai thái tử nhỏ sẽ làm vua.
Nên sống trong cuộc đời này, cái chỗ quan trọng nhất của chúng ta là đừng xem thường người khác. Lục Tổ Huệ Năng nói một câu rằng: học đạo mà có tâm xem thường người thì khó thế nào nhập đạo lắm. Đừng bao giờ xem thường người. Mình đừng bao giờ nói rằng, vỗ ngực xưng tên rằng tôi quy y 20 năm rồi, bà quy y được mấy năm mà nói chuyện với tôi, dạy tôi. Tuy mình quy y 20 năm mà mình có y hay không? Chúng ta chỉ quy y để có một cái bản quy y để đem về treo, để hù người khác ha. Vậy thì làm sao mình nhập đạo? Bây giờ chúng ta thọ trì năm giới, chúng ta trước nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong năm giới này thôi thì là một Phật tử quy y Tam Bảo để hành trì. Quý vị đã quy y Tam Bảo rồi, quý vị trước nhất là ăn chay trường chưa? Thì cái việc nhỏ đó thôi đó là mình đã khó làm. Còn quý vị còn xịt mũi chết không? Xịt ruồi không? Xịt kiến không? Diệt chuột không? Nó đầu tiên là cái chuyện giới sát sanh đó là cực kỳ khó giữ rồi. Đừng nói đem cái bản quy y ra nói rằng tôi quy y 20 năm làm chi. Rồi thời gian 20 năm đó nghe pháp tu phương pháp gì? Có tâm tu giải thoát hay không? Rồi đối người tiếp vật thì sao? Đối với cha mẹ có hiếu thảo không? Đối với anh chị em á, mình có hòa thuận không? Hay là mình quy y rồi mà mình vẫn là dành của cải với anh chị em, mình ngọt với cha mẹ mà mình còn muốn móc túi của cha mẹ, thì cái hành động quy y đó quý vị còn phản ngược lại cho người ta thêm xem thường Phật pháp, quý vị càng mang tội thêm. Nhớ cái việc này cực kỳ quan trọng luôn. Nên có một vị Phật tử hôm qua gặp Nhân Đức, hỏi thầy ơi, chùa này sao có thấy lạ quá, sao ghi cầu an cầu siêu gì hết chứ? Nhân Đức nói đâu có gì đâu lạ, vì chùa này người ta tập trung, người ta tu đông ì ì thì cô tu thì cô sẽ có phước duyên để hồi hướng cầu an cho cha mẹ, cầu siêu cho cha mẹ cô thôi. Bây giờ Nhân Đức hỏi cô nè, cô có một mảnh đất, cô mỗi ngày chỉ là đi đến để nhìn mảnh đất mà cô không gieo giống và cô chăm bón thì cô có gặt hái được không? Không, con có mảnh đất không mà chỉ nhìn mảnh đất mà không gieo giống để chăm bón thì không thể nào gặt hái được. Thì Nhân Đức nói rằng vậy thì cô đi chùa chỉ có cái ghi đó mà không hành trì tu, vậy thì cô có kết quả không? Chỉ nói vậy thôi. Mỗi một người chúng ta đều có cách độ sanh khác nhau, việc gì cũng tốt, nhưng mà nói để cho quý vị hiểu được một chút. Để khi mình đi đến chùa, cái việc mà mình ngồi nghe được Phật pháp, nghe được giáo dục là việc cực kỳ quan trọng. Quý vị nghe nãy như Nhân Đức nói vài câu thôi, quý vị đã thấy cái việc trọng tâm về cái cuộc sống nhân sinh rồi. Mà những cái việc trọng tâm này người nhỏ nhất cũng cần nghe đó, để làm chi phải không? Quý vị nói nghe là để cạo đầu đi tu á hả? Nếu như quý vị mà muốn ở ngoài đời thành đạt thì phải nghe cái này. Vì trước nhất là cái lễ để người ta tiếp nhận mình, cái nhân cách để người ta tin tưởng mình, lời chân thật là điều để chúng ta thành đạt trong sự nghiệp thế gian và sức thế gian. Một con người có học vị cao nhưng con người lại quên đi nói lời chân thật. Nếu như con người này quên đi nói lời chân thật thì xin thưa với quý vị, dù quý vị có học vị gì đi chăng nữa thì quý vị vẫn là kẻ tầm thường, không làm được việc gì quan trọng hết. Nếu như quý vị là người có học vị nhưng quý vị lại mất lòng tin với mọi người, vậy thì quý vị không có cơ hội thành công đâu. Con cái của mình dù mình chưa để lại cho nó một sự nghiệp gì về tiền bạc vật chất, nhưng mình để lại một sự nghiệp cho con mình, đó là một nhân cách làm người. Đây mới là món tài sản lớn nhất mà cha mẹ, ông bà để lại cho con cháu. Quan trọng lắm đó quý vị. Nhớ nghe. Chúng ta có khi để lại một đống của cải cho con cháu mà chưa chắc con cháu mình thành đạt được sự nghiệp trong cuộc đời đâu. Quý vị phải biết rằng chúng ta để lại cho con cháu mình một lu vàng, nhưng con cháu mình nó chỉ có cái ly vàng thôi. Tâm của mình thì là lu vàng, nhưng tâm con cháu mình là ly vàng. Thì quý vị đem cái lu vàng mà đổ vào cái ly vàng được không? Nếu như nó cầm cái lu vàng thì nó sẽ đem tất cả cái vàng dư kia để đi tạo nghiệp, làm điều sai quấy. Mà khi nó đi tạo nghiệp nhiều điều sai quấy thì tức khắc cái ly vàng của nó cũng mất luôn, vì nó đã tổn âm đức thì làm sao hưởng được của cải.
Nhiều người ông bà cha mẹ có được một sự nghiệp cực kỳ lớn mà quên đi gầy dựng cho con cháu để cầm giữ sự nghiệp. Bằng cách là cầm được sự nghiệp là cách nào? Không phải bị dạy nó là giỏi quản lý. Cái giỏi quản lý để thành đạt là cái gì? Là một nhân cách làm người. Quý vị thành đạt bất cứ sự việc gì trong cuộc đời này đều là xuyên qua chiều hướng phải có người chung tay. Mà đã là muốn có người chung tay thì mình phải thương yêu người ta như bản thân mình, thì người ta mới thật sự chung tay với mình. Người như vậy thì thật sự mới là người làm ăn lớn, làm việc lớn. Tại vì người làm việc lớn mà không ai theo mình, không ai thích mình, không ai tôn trọng mình, như vậy thì mình không có cơ hội làm được việc lớn. Nhận đức là người từ hai bàn tay trắng, không có gì cả. Như vậy mà dưới bây giờ thì Nhận đức làm bao nhiêu việc của một năm. Nhận đức không phải khoe khoang gì, nhưng Nhận đức muốn nói cho quý vị nghe rằng con người ta được rèn luyện trong nhân sinh của cuộc sống. Từ nhỏ đã mắc mẹ khổ vô cùng, gặp bao nhiêu sự cố trong cuộc đời, đã trải nghiệm qua bao nhiêu sự khó khăn. Người ta trưởng thành từ con người rèn người ta, chửi mắng người ta mà thành công được. Còn con mình giàu sang phú quý, nhưng con mình lại không được rèn qua sự khó khăn đó, làm sao cầm được sự nghiệp của chính mình? Đây là những việc mà quý vị cần phải nghe để gây dựng. Quý vị nhớ rằng đi đến chùa mà được dạy tu phước tu duyên thì việc cực kỳ quan trọng. Quý vị biết rằng danh hiệu Phật là một danh hiệu cực kỳ thiện, mà mỗi người đều đeo máy niệm Phật, đi đâu cũng bật niệm Phật, là quý vị biết rằng quý vị đang phát triển về chánh khí. Mà chánh khí mà phát triển thì tà khí tự biến mất. Mỗi một con người mang một tâm niệm hướng về Ai Di Đà Phật là phát triển chánh khí. Quý vị thường đeo máy niệm Phật, bật điệu niệm Phật là phát triển chánh khí từ bản thân quý vị ra. Như vậy thì tà khí tự nhiên sẽ tránh xa mình. Cơ thể con người thì có khi phải bệnh hoạn, nhưng một con người có đầy đủ năng lượng, dù cơ thể bệnh nhưng tâm lực không có vấn đề. Tâm lực không bao giờ có vấn đề. Một con người nguy hiểm nhất là tâm lực bị vấn đề. Đó là chúng ta bị tuyệt vọng, bị buồn, bị chán nản, bị mất lòng tin với mình. Đây là một con người thật sự thất bại. Con người bị thất bại vì sự việc bên ngoài và chúng ta bị bệnh hoạn chưa phải là thất bại. Thất bại nhất là nội tâm con người mất đi lòng tin với chính mình và mất đi lòng tin đối với Phật. Nhớ. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng hiện tại bên ngoài quý vị cũng biết. Thời tiết từ cái năm cũ Nhận đức đã nói với quý vị nghe rồi. Nhận đức thấy rằng qua Tết này nó sẽ càng khổ hơn năm trước. Tại vì sao? Quý vị thấy cái năm Tết năm nay là một cái việc khó khăn cho người ta ăn Tết, mà gặp nhiều sự khó khăn lắm. Từ buôn bán làm ăn cái gì cũng vất vả khó khăn. Dịp Tết nhất mà trời cứ u ám suốt rồi. Rồi Tết tới nơi mà mưa gió hoài. Cái việc thời tiết này nó quá thất thường rồi. Về cái bầu không khí này nó đã nhiễm độc đến mức cực điểm rồi. Mà độc đây gọi là độc gì? Độc quán khí. Quá nhiều người chết rồi không siêu thoát. Quá nhiều súc sanh chết rồi, trở thành tà khí nặng nề rồi. Nên bầu trời thường u ám nặng nề dữ lắm. Quý vị nhớ, qua Tết này con người người ta càng nặng nề vì cái chuyện chưa tới Tết không có tiền đi mượn nợ đi ăn Tết luôn. Vì ai cũng có quan niệm như vậy. Tết mà có tiền ăn Tết thì qua Tết tính sao em? Thì quý vị biết rằng Tết xong xài hết tiền. Bắt đầu khi hết tiền mà làm cực, bắt đầu vợ chồng câu có, cự lộn, quýnh lộn, bằng cùng sanh đạo tặc. Lúc đó rồi quý vị sẽ thấy tà khí xuất hiện càng mạnh. Thì bắt đầu qua Tết bắt đầu nó xuất hiện bệnh hoạn. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng mỗi một con người chúng ta khi nhận thức được điều này, mình là người nghe đạo nè, phải thường phát ra ý niệm thiện. Ý niệm thiện lớn nhất đó là danh hiệu Ai Di Đà Phật. Chính cái máy niệm Phật quý vị đang đeo cổ đó đó. Thì biết rằng chiếc máy này thì nó đơn giản như vậy, nhưng nếu mà không có người phát tâm làm chiếc máy này, quý vị kiếm mua dễ không? Không đơn giản đó nghe. Quý vị không dễ mua đâu đó.
Bây giờ quý vị mua chiếc máy bự chà bá như vậy quý vị đeo cần cổ được không? Cực kỳ khó khăn đúng không? Vì mà chiếc máy nhỏ này rất tiện lợi. Nên mỗi một người có được chiếc máy này, thầy tặng tôi hoặc tôi đặt một cái, tôi vô cùng trân quý. Mấy bà nói gì nói, tôi chấp kệ tôi chấp A Di Đà Phật, tôi giữ. Bà muốn mua không? Tôi cho bà địa chỉ, tôi cho bà số điện thoại để bà lỡ đó bà mua đi. Còn tôi phải đeo, tôi phải làm mẫu mực người đeo máy niệm Phật xuyên suốt, chứ không phải là buông xả đụng ai cũng đưa. Rồi cuối cùng bản thân mình không có cái máy. Trước chưa độ mình mà làm cái chuyện đó là không phải thông minh đâu quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi người chúng ta đầu năm, đầu tháng mà mình đi đến ngôi chùa chuyên niệm Phật, rồi mình được dự khóa tu, rồi mình được phóng sanh và cúng đĩa thực, đây là việc thù thắng lắm quý vị, đặc biệt lắm, thấy không? Nên chúng ta nguyện đem cái công đức tu hành này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cho Ngài, vì nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta mới có ngôi chùa ở đây để chúng ta nương náo chúng ta tu. Năm nay Ngài tám mấy tuổi rồi, cũng lớn tuổi yếu. Nên từ nơi đó nguyện đem cái công đức hướng dẫn người tu nhiệt tình hết lòng. Mình là đệ tử, thôi mình nguyện hồi hướng cầu an cho Thầy. Mong cho Hòa Thượng có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài. Dù cho xây chùa đạo mà, xây chùa mà đào móng đồ này kia sát sanh hả? Giết nhiều con vật mà khi đào móng á, bây giờ Ngài nói Ngài chân cẳng cũng đau, Châm chích. Nên từ nơi đó thôi mình nguyện hồi hướng cho tất cả những con vật đó, nhờ cái công đức tu của toàn thể chúng này mà những con vật đó được siêu thoát đi, rồi cho Hòa Thượng được khỏe. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, tất cả hàng Phật tử khắp nơi chúng ta coi qua chương trình này, hay tất cả những người dù không coi được chương trình này, chúng ta cũng hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, đều nghe được Phật pháp, phát lòng tin niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, nhờ cái công đức tu hành của toàn thể đại chúng mấy ngàn người này. Và chúng ta đem công đức niệm Phật này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người chết vì trận dịch bệnh, hay tất cả những người chết quan chết ức đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức tỉnh táo, biết nương vào bổ nguyện niệm Phật, nghe được bổ nguyện niệm Phật của Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu của A Di Đà Phật mà chịu tin, chịu nghe và chịu niệm và phát nguyện sanh về Cực Lạc, dù là chư hương linh, thai nhi vì nghiệp phá thai, hay tất cả những người chết quan chết ức làm cô hồn vất vơ vất vưởng, hay là ma hay là quỷ gì đi chăng, chỉ cần buông cái tâm hận thù đòi nợ niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dẫn tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về Cực Lạc muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại đi mười phương chư Phật để độ sanh, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đăng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất tiết ngã đăng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng.
Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát, Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát, Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát, Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát, Nam mô sáu thắng tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, những người mà các đoàn khắp nơi mà chúng ta có duyên ghé đến, mình dừng thời gian lại một chút, mình được dự cái chương trình cúng lý thực này, thì củ quyền thất tổ ông bà mình cũng được hưởng tài thọ thực, hoặc là mình đã từng phá thai hương linh thai nhi, người ta cũng hưởng tài thọ thực. Mình đi suốt luôn tội nghiệp, hương linh đi theo mình người ta cũng khổ, người ta không được hưởng tài thọ thực đâu. Và thêm đầu năm đầu tháng mình được dự chương trình phóng sanh nữa nè, sắp sửa thả chim, thì mình chỉ cần cái tâm hoan hỷ vui vẻ vỗ tay thôi, thì tự nhiên trong tâm trạng mình nó vui dữ lắm. Cái chuyến đi của mình có khi mình đi đến nghe ngôi chùa chiên tu này là đặc biệt nhất rồi đó, mà mình có khi mình không biết đó nghe. Nên từ nơi đó mà tại sao đông người người ta ở đây gì, quý vị có những người mình đến mình không hiểu, nó ủa mấy người này họ mê tín gì đâu, không lẽ tất cả những con người ở đây người ta không thông minh bằng mình sao? Nhiều người ở đây người ta trí thức lắm á, nhưng mà người ta biết đây là tốt nghe, nên người ta mới đứng đây người ta dự chương trình lễ gì. Nên mình đến mình dừng chân lại một chút xíu, mình dự cái chương trình này để mà mình đầu năm đầu tháng mình thấy cái công đức phóng sanh, chim nó bay, mình niệm Phật, mình vui vẻ khi con vật nó được thả ra khỏi chim lồng cá chậu, giống như một con người ở tù mà được thả ra mình mừng dữ lắm. Thì con chim mà thả ra nó mừng dữ lắm quý vị. Nên mình nghe đạo rồi, dù một con ruồi, một con mũi, con kiến, mình không có dám giết tùy tiện, vì nó cũng muốn sống cũng như mình muốn sống. Nên con người mà gia đạo muốn bình yên là từ cái tâm ăn chay và không sát sanh thì gia đạo rất là bình yên. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai đó, là chùa này quý vị mà giữ được chương trình này, quý vị nhớ là mới cầu siêu cho những thai nhi được. Cái này quan trọng lắm. Mỗi tuần chủ nhật hoặc là ở nhà mình cứ bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, mình đăng ký cái trang để ngày nào cũng được nghe được Phật pháp, để mình hiểu được cái tội phá thai nó như thế nào, để mình dạy con cháu mình đừng có tạo cái nghiệp phá thai. Vì nó không hiểu, nó tùy tiện đi học rồi yêu thương rồi mang nghiệp phá thai, nó không có hiểu được cái nghiệp này ghê lắm, không có được hạnh phúc đâu, mà gia đình tan nát hết, sau này không có hạnh phúc nhớ. Nên chúng ta hôm nay phóng sanh và quy Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những con chim này. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua tất cả những loài súc sanh này quy y, đó là tài thí. Mình sanh ở nơi nào cũng có phước báo và đầy đủ. Chúng ta quy y niệm Phật cho nó nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những con chim này bay đi, đó là vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh.
chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc toàn thể đại chúng an lạc vui vẻ nghe quý vị. A Di Đà Phật.